Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 561, âm binh qua đường tiểu thất cười một tiếng, đạo thúc thúc a di, không việc gì mà nói chúng ta liền đi trước rồi, nếu như con trai của ngươi sau khi tỉnh lại. Còn có vấn đề gì mà nói, nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ, đa tạ đại sư, đang khi nói chuyện, ngô nữ sĩ theo trong túi sách xuất ra một phong thơ đưa cho tiểu thất đại sư. Chúng ta cũng không có cái gì cho ngươi, điểm này thù lao ngươi nhận lấy, nghe vậy, tiểu thất từ tốn nói, các ngươi thu cất đi, chúng ta đi trước, tiểu thất xoay người hướng đi ra bên ngoài. Ngô nữ sĩ vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng sẽ không đuổi theo, ngồi lấy thang máy xuống lầu dưới, Chu Giai Hào kéo lại giới sắc hòa thượng, hưng phấn hô, hòa thượng, hàng yêu bát lấy ra. Cho ta xem nhìn Chu Tước, giới sắc hòa thượng mở ra Chu Giai Hào tay, khó chịu nói, Chu Tước không ở chỗ này của ta, để cho tiểu thất chiếm tiện nghi rồi, nghe lời này một cái. Chu Giai Hào đẩy ra giới sắc hòa thượng, tiến tới tiểu thất bên cạnh, đạo tiểu sư điệt, Chu Tước chẳng lẽ tại ngươi nơi này, đúng nha? Ở chỗ này của ta, nhanh lấy ra để cho chúng ta quan sát một hồi, tiểu thất cười một tiếng, theo trong túi sách xuất ra Thiên Âm Cung, sau đó chỉ Chu Tước con dấu, đạo thấy không? Chu Tước ở nơi này, Chu Giai Hào không tin, thiếu lừa bịp ta, vội vàng, đem Chu Tước lấy ra, thật sự là hắn. Chu Tước chui vào Thiên Âm Cung bên trong, tại sao, tiểu thất trắng Chu Giai Hào liếc mắt, ta làm sao biết tại sao, ngươi thích tin hay không, đây chính là Chu Tước, được rồi. Ta tin tưởng đây chính là Chu Tước, ai, ngươi nói làm việc đã hơn nửa ngày, có được một cái như vậy con dấu, cũng thật là quá xui xẻo, nghe vậy, tiểu thất đạo, ai nói đây chỉ là một con dấu. Ta cho ngươi biết, đây chính là bảo bối, ngươi xác định không có gạt ta, tiểu thất đem Thiên Âm Cung đưa cho Chu Giai Hào, đạo. Ngươi dương cung thử một chút, Chu Giai Hào nửa tin nửa ngờ kéo ra Thiên Âm Cung, tiểu thất nhắc nhở hắn hội tụ linh lực, trong lúc bất chợt, để cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Thiên Âm Cung tản mát ra một trận hồng quang nhàn nhạt hội tụ ở mũi tên, tay hắn buông lỏng một chút, sợ một tiếng, cung tên nổ bắn ra mà ra, xông thẳng giữa không trung. Cuối cùng ở trên trời nổ tung, thật giống như pháo hoa như vậy sáng lạng, rất lợi hại, tiểu thất đoạt lấy Thiên Âm Cung, đạo, đương nhiên lợi hại, vô luận là Chu Tước lực vẫn là Thiên Âm Cung. Đều là quỷ vật khắc tinh, bây giờ vừa là cung vừa là mũi tên, thu thập bình thường quỷ vật cũng không cần họa linh phù, duy nhất chưa đủ địa phương. Chính là quá hao tổn linh lực ta cũng cảm giác được, Hoa Thanh ở một bên nghe mấy người đối thoại, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, hắn đi tới cười híp mắt nói, Vương tiểu tử. Thiên Âm Cung mượn ta nhìn một chút, tiểu thất nhìn Hoa Thanh liếc mắt, đạo, hoa lão. Không có gì đẹp đẽ, Vương tiểu tử, ngươi quá hẹp hòi đi. Ta cũng không phải là không còn cho ngươi, tiểu thất bất đắc dĩ, được mượn ngươi nhìn một chút, có thể không nên tùy tiện dương cung, bất quá, bằng ngươi tu vi. Ta cảm giác được không kéo ra cung, hừ, ngươi quá coi thường ta, nói xong, Hoa Thanh liền muốn dương cung, qua một phút, hắn nét mặt già nua đỏ bừng, có thể dây cung vẫn không nhúc nhích. Hắn đem Thiên Âm Cung ném xuống đất, khó chịu mắng, thứ quỷ gì, lại còn nhận thức tiểu thất một đầu hắc tuyến, giải thích nói, hoa lão Thiên Âm Cung không phải nhận thức. Là bởi vì ngươi là luyện gân cốt, mà kéo ra Thiên Âm Cung không cần bao nhiêu lực khí, mà là muốn linh lực bắn cung, nguyên lai là như vậy. Là ta trách lầm Thiên Âm Cung rồi, đem Thiên Âm Cung thu cất, sau đó hướng bên ngoài tiểu khu đi tới, lên xe rời đi, trời đã tối rồi, chính là sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Trên đường chính tựa hồ so với ban ngày còn muốn náo nhiệt, vì an toàn, Trần Thần bọn họ tốc độ xe không dám quá nhanh, xuyên qua khu náo nhiệt cuối cùng đã tới rộng rãi trên đường lớn. Ngay tại tăng tốc thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội người mặc khôi giáp tay cầm trường thương đội ngũ, khoảng cách xe hơi cũng bất quá 50-60 mét. Trần Thần vội vàng đạp chân phanh, nhưng tốc độ xe vẫn là nhanh, tiểu thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đạo, không việc gì, tăng tốc tiến lên, sư phụ, trước mặt nhiều người như vậy.
âm binh qua đường, không nên đi quản, nghe được Tiểu Thất mà nói, Trần Thần Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cẩn thận nhìn trước mặt, làm xe an toàn xuyên qua đội ngũ lúc. Hắn mới hoàn toàn yên lòng, Chu Giai Hào đưa đầu ra đi, lui về phía sau nhìn sang, thấy Hoa Thanh bọn họ ngồi xe tại âm binh trước mặt ngừng lại, hắn lùi về đầu, đạo tiểu sư điệt. Hoa lão bọn họ dừng xe, dừng xe làm gì, coi như Hoa lão không biết, có thể giới sắc hòa thượng cùng Hứa huynh cũng ở đây trên xe nha. Ta đây thì không rõ lắm, bất quá, bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, tại sao có thể có âm binh qua đường đây, chẳng lẽ là đi nơi nào làm đại sự, nghe vậy, Tiểu Thất Tử Tốn nói, khả năng đi. Âm binh qua đường khẳng định không có chuyện tốt, đúng nha, loại trừ lùng bắt địa phủ tội phạm quan trọng, hoặc là đối phó lợi hại quỷ vật. Nếu không sẽ không có đại quy mô như vậy âm binh xuất hiện, trọng yếu nhất là âm binh cơ bản đều là nửa đêm xuất hiện, có thể bây giờ cách nửa đêm còn có mấy cái giờ, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, đạo. Tiểu sư thúc ngươi nhìn thêm chút nữa, hòa thượng bọn họ theo kịp không có, được rồi, Chu Giai Hào đáp ứng một tiếng, đưa đầu ra ngoài vừa nhìn, vội vàng hô tiểu sư điệt không xong. Hòa thượng bọn họ và âm binh đánh nhau, Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, từ phía sau căn bản không thấy được đồ vật, ngay sau đó để cho Trần Thần quay đầu, đầu xe nhất chuyển. Dương mắt nhìn, dưới sắc hòa thượng bọn họ thật cùng âm binh đánh nhau, hơn nữa, còn có người bình thường vây xem, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, Trần Thần vội vàng lái qua, nửa phút. Xe ở cách âm binh chừng 30 mét địa phương ngừng lại, Tiểu Thất mấy người xuống xe, đi tới, Hoa Thanh vừa thấy được Tiểu Thất tới, nhất thời thở phì phò nói, Vương tiểu tử, ngươi tới nói một chút. Những vương bát đản này có phải hay không khinh người quá đáng rồi, Tiểu Thất nghi ngờ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, Hứa Chính Dương nhẹ giọng nói, là chuyện như thế. Nhìn đến âm binh qua đường, xe liền ngừng lại, không thể tưởng âm binh vậy mà xông lên đem xe vây, căn bản không nói chuyện, trực tiếp động thủ rồi, Tiểu Thất gật đầu một cái. Ngay sau đó quét một vòng một đám âm binh, khẽ nhíu mày, các ngươi thời gian này xuất hiện ở Dương Gian, vốn là phá hư quy củ, vậy mà đối với Dương Gian Pháp Sư xuất thủ. Không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi, ngươi là người nào, một cái hư hư thực thực thống lĩnh quỷ tướng quát hỏi, Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại. Ngươi thì là người nào, ta là trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực Tiền Phong đại tướng, hôm nay là phụng thôi sử chi mệnh, đi trước làm việc, Tiểu Thất lông mày nhướn lên. Nguyên lai là phụng thôi phán quan chi mệnh làm việc âm binh a, các ngươi làm việc của mình, vì sao phải ra tay với chúng ta, hừ, là các ngươi tự tìm, Tiểu Thất cười nhạt đạo. Cũng không biết thôi phán quan làm sao sẽ phái ngươi đến Dương Gian đến, âm binh qua đường hẳn là tại giờ Tí, nhưng bây giờ mới giờ Tuất là tự các ngươi phá hư quy củ. Xem ở các ngươi là đi làm việc phân thượng, chúng ta không làm khó dễ các ngươi, đi nhanh lên, quỷ tướng nhìn một cái Tiểu Thất, đạo ta nhớ kỹ rồi, chúng ta đi. Đối với quỷ tướng thứ lời này uy hiếp, Tiểu Thất căn bản không để ở trong lòng, để cho mọi người lên xe, mau rời đi nơi này, vây xem náo nhiệt người là đầu óc mơ hồ, vốn là cho là đánh nhau. Đánh nhau không thấy, chỉ thấy Tiểu Thất hướng về phía không khí nói chuyện, lên xe Tiểu Thất nhìn chằm chằm quỷ tướng nhìn một hồi, không có phát hiện nơi đó bất đồng, cũng không tiếp tục để ý. Để cho Trần Thần vội vàng lái xe rời đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 562, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Một canh trở lại biệt thự không bao lâu, môn liền bị gõ, mở cửa, nhìn đến Tỉnh Chiêng. Doãn Mẫn Tuệ còn có Uông Nguyệt ba người đứng ở cửa, đem ba người mời tới trên ghế salon ngồi xuống, để cho Trần Thần giúp bọn hắn ngược lại nước sôi, Tuệ tỷ, đã trễ thế này.
Các ngươi thế nào có rảnh rỗi tới? Doãn Mẫn Tuệ nhìn Uông Nguyệt liếc mắt, ngay sau đó nhẹ giọng nói, đúng như vậy, Tiểu Nguyệt trường học xảy ra một ít chuyện, nàng bị kinh sợ rồi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, có biện pháp nào hay không trấn an một chút nàng tâm tình, nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Uông Nguyệt đạo. Nàng không có vấn đề gì nha, nhưng này hai ngày nàng luôn thấy ác mộng, thấy cũng không ngủ ngon, ta lo lắng tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương đến thân thể, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Thấy ác mộng, gì đó ác mộng, Tỉnh Chiêng nhẹ giọng nói, gần đây Tiểu Nguyệt chỗ ở đại học xảy ra chút việc, nghe nói đã chết nhiều người rồi. Trong đó có hai cái vẫn là cùng Tiểu Nguyệt một lớp, chuyện gì, nói cặn kẽ một điểm, Tỉnh Chiêng đạo, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể để cho Tiểu Nguyệt mà nói. Có thể nàng hai ngày này rất ít nói chuyện, Tiểu Thất ngồi vào Uông Nguyệt bên người, ngón tay chỉ tại Uông Nguyệt mi tâm, mặc niệm thanh tâm chú, ước chừng qua 5-6 phút. Uông Nguyệt đột nhiên kêu to lên, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, Tiểu Nguyệt, Doãn Mẫn Tuệ ôm Uông Nguyệt, nhìn Tiểu Thất nói, chính là cái này dáng vẻ. Mỗi ngày thấy ác mộng đều là hô to không muốn ăn ta, Tiểu Thất gật đầu một cái, đạo, đã không sao, để cho nàng bình phục một hồi tâm tình. Hỏi lại nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Uông Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thất liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy chúng ta trường học có quỷ, hơn nữa. Ăn thịt người quỷ, thật là khủng khiếp, đã có thật nhiều cái học sinh bị ăn sạch rồi, ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiểu Thất trầm giọng nói. Uông Nguyệt sửa sang một chút tâm tình, chậm rãi nói, mấy ngày trước, chúng ta hệ tổ chức chơi xuân, đến Thái Thành một cái phong cảnh khu tại gió cửa cảnh khu. Đột nhiên xông lại một kẻ ăn mày hướng chúng ta ăn xin, bởi vì bây giờ rất nhiều người đều ngụy trang thành ăn mày ăn xin, tất cả mọi người đều cho là hắn là tên lường gạt, liền không để ý đến. Ăn mày xông lại thời điểm, đụng phải lớp chúng ta một đối với nam nữ, đưa bọn họ quần áo làm dơ, đôi trai gái này tự ra nói nhục mà ăn mày. Thậm chí muốn đánh hắn, hai người kia có phải hay không bọn ngươi tiểu đội chết kia hai cái, chính là bọn hắn, sự tình vẫn chưa xong, chúng ta vào cảnh khu du ngoạn. Vậy mà tại một cái hồ nhỏ bên cạnh phát hiện cái kia ăn mày thi thể, đương thời rất nhiều người đều bị dọa sợ, cũng may lão sư phản ứng khá nhanh, đem học sinh dẫn tới những địa phương khác. Cách xa ăn mày thi thể, sau đó gọi điện thoại báo động, trở lại trường học sau đó, phàm là thấy qua ăn mày thi thể người, đều bắt đầu thấy ác mộng, hơn nữa, đều là làm cùng một cái mơ. Mơ thấy ăn mày biến thành đồng học dáng vẻ, ở trường học ăn thịt người, Uông Nguyệt có chút sợ hãi nói, Tiểu Thất nhướng mày một cái, thật là tà môn sự tình. Bây giờ học sinh năng lực tiếp nhận có thể không phải bình thường cường có chút có thể sẽ thấy ác mộng, nhưng chỉ cần xem qua ăn mày thi thể người đều thấy ác mộng. Hơn nữa còn là cùng một cái ác mộng, như vậy vừa nhìn, sự tình liền không tầm thường, còn có bọn họ rõ ràng là tại cảnh khu bên ngoài đụng phải ăn mày, có thể vào cảnh khu sau đó. Lại phát hiện ăn mày sự tình, hai chuyện một kết hợp lại, suy nghĩ một chút đều là kinh khủng, trầm tư một chút, hỏi tiếp. Kia trường học các ngươi có còn hay không phát sinh cái khác chuyện lạ, có, liền ngày hôm qua ta một cái đồng học đột nhiên lượng ăn tăng nhiều, điên cuồng ăn đồ ăn. Chỉ có người đi ngăn nàng, nàng chính là nổi điên giống nhau giống to, càng đáng sợ hơn là, chỉ cần có người đi động nàng thức ăn, nàng sẽ cắn người nào, tối ngày hôm qua tự học buổi tối sau đó. Ta cùng ngủ chung phòng người cùng nhau trở về nhà trọ, thấy được phi thường dọa người một màn, nói đến đây, Uông Nguyệt ánh mắt trở nên phi thường sợ hãi, thân thể hơi run rẩy. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn giới sắc hòa thượng liếc mắt, hắn chắp hai tay, lớn đọc một tiếng A-di-đà Phật, Phật âm rung động tâm linh, Uông Nguyệt trong mắt sợ hãi, từ từ thối lui. Để cho nàng bình tĩnh một hồi, Tiểu Thất mới đặt câu hỏi, các ngươi thấy cái gì, ban ngày điên cuồng ăn đồ ăn người bạn học kia bị sống sờ sờ cắn chết mà cắn chết người nàng là nàng khuê mật. Chúng ta nhìn đến thời điểm, nàng đang ở ăn thịt người, chúng ta sợ đến kêu to thật nhanh hướng nhà trọ chạy.
sau đó ăn thịt người cô bé kia, vậy mà đuổi theo, bịch bịch vỗ nhà trọ chúng ta môn, Tiểu Thất nhướng mày một cái, nếu là nhà trọ, vậy hẳn là có rất nhiều người đi. Kia những người khác có thấy hay không, Uông Nguyệt lắc đầu một cái, không biết, chúng ta đương thời dọa sợ, căn bản không muốn những thứ này, chỉ muốn chạy thoát thân, ngày thứ hai. Quét dọn vệ sinh A-di tại cuối hành lang một gian phòng tạp vật phát hiện nữ sinh kia thi thể, ta không có nhìn, cũng không dám nhìn tới, bất quá nghe nói cô bé kia chỉ còn lại một cái đầu. Trên người những địa phương khác thịt đều bị cắn, lỗ tai cũng không có, xảy ra chuyện như vậy, các ngươi thế nào bây giờ mới đến tìm ta, Tiểu Thất trách cứ nói, ta. Buổi trưa mới trở về, chúng ta cũng tới đi tìm ngươi, có thể ngươi không ở ra, chúng ta liền muốn đợi buổi tối lại tới tìm ngươi, là như vậy à, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù. Đưa cho Doãn Mẫn Tuệ đạo Tuệ tỷ, các ngươi trước mang Uông Nguyệt đi về nghỉ, ngày mai có rảnh rỗi dẫn chúng ta đi trường học nhìn một chút, đúng rồi. Đạo linh phù này treo ở thả ở trên người nàng, ta biết rồi, Tiểu Thất ngươi cho rằng là gì đó ở đó trường học tác quái, bây giờ còn khó nói, dựa theo như lời Uông Nguyệt. Có thể là cái kia ăn mày cả đời đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bọn họ sau khi chết chính là quỷ chết đói, nếu như ghé vào trên người, người kia sẽ lượng ăn tăng nhiều. Điên cuồng ăn đồ ăn, thậm chí ăn thịt người, ban đầu Uông Nguyệt các nàng đụng phải hẳn là thật là ăn mày, tại ăn mày trong mắt các nàng không có một chút đồng tình chi tâm. Sau khi hắn chết biến thành quỷ chết đói, tới trả thù, làm sao sẽ kinh khủng như vậy, quỷ một khi có oán khí, liền phi thường lợi hại. Người bình thường chỉ có một con đường chết, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, được rồi, các ngươi mang theo Uông Nguyệt đi về nghỉ ngơi đi, nàng mấy ngày nay kinh sợ quá độ. Khẳng định ngủ không ngon qua tốt lắm, chúng ta đi về trước, ngày mai tới nữa tìm ngươi, Doãn Mẫn Tuệ cùng Tỉnh Chiêng đỡ Uông Nguyệt ra biệt thự, ba người sau khi rời đi, Chu Giai Hào nói. Tiểu sư điệt ta cảm giác được không giống như là quỷ chết đói, trái ngược với ngoại quốc tang thi, lần trước ta nhìn một bộ phim. Bên trong những thứ kia tang thi chính là ăn thịt người, Tiểu Thất tức giận nói, ngươi nhiều dùng đầu óc một chút được không, Uông Nguyệt nói một cái nữ đồng học lượng ăn tăng nhiều. Nhưng buổi tối nhìn thấy cái kia nữ đồng học bị nàng khuê mật ăn, ngày thứ hai, một cái khác nữ sinh thi thể bị phát hiện, ngươi vậy mà nói cho ta biết là tang thi ếch. Ta tự là như này nói một chút mà, ngươi kích động cái gì sao nha, hừ thật không biết đầu ngươi là dùng để làm gì, chứ ăn cơm nhìn mỹ nữ. Sẽ không một điểm cái khác chỗ dùng, Chu Giai Hào phản bác, ai nói không có cái khác chỗ dùng, ta cho ngươi biết còn có thể nghe ca nhạc dựa vào thật là không lời nào để nói. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 563, ăn thịt người một canh hai trầm mặc một hồi, Tiểu Thất nói, ngày mai Trần Thần đi theo ta đi là được, những người khác đến làng du lịch kiểm tra một hồi hoàn cảnh. Kia hai cái trong hồ quỷ quái, một năm đi ra một lần rất khác thường, nói không chừng có phong ấn ở, các ngươi đi tìm một hồi, liền hai người các ngươi đi. Có phải hay không quá nguy hiểm, có nguy hiểm gì, chính là một cái quỷ chết đói mà thôi, phản ngược lại là các ngươi đi, phải chú ý điểm Đỗ Ngọc Quân. Nàng cũng không phải là hiền lành, tâm cơ rất nặng, Tiểu Thất nhắc nhở tối độc phụ nhân tâm, nữ nếu là hạ quyết tâm, chuyện gì không làm được, Chu Giai Hào than thở nói, nghe nói như vậy. Mã Tiểu Tiểu lông mày kẻ đen hơi nhăn, ngươi nói gì đó, a, ngượng ngùng, ta quên ngươi là nữ, nói chưa dứt lời, nghe nói như vậy, Mã Tiểu Tiểu càng tức giận hơn. Trực tiếp thi triển chín chữ định thần quyết, Chu Giai Hào nhảy cỡn lên, vội vàng chạy lên lầu, Mã Tiểu Tiểu thu hồi chỉ quyết, khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào liếc mắt, giới sắc hòa thượng nói. Tiểu Thất bằng không ngươi mang theo Mã cô nương cùng đi, Mã gia thần long là một sự giúp đỡ lớn, các ngươi gặp phải nguy hiểm có khả năng cấp cho lớn hơn trợ giúp.
ta chẳng qua là đi thu thập một cái quỷ chết đói, coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so với Hậu Khanh Hàng Ngũ lợi hại, vậy không giống nhau, Hậu Khanh là cương thi, quỷ chết đói là quỷ. Tiểu Thất cười nhạt, ngươi cũng biết là quỷ, Mao Sơn đệ tử chính là đặc biệt thu thập quỷ vật, được rồi, không nên nói nữa, đi nghỉ đi, buổi sáng ngày kế hơn 10 giờ. Doãn Mẫn Tuệ mang theo Uông Nguyệt đi tới biệt thự, Tiểu Thất nhìn Uông Nguyệt liếc mắt, đạo thế nào, tinh thần tốt chút ít không có, tốt hơn nhiều, tối hôm qua không có gặp ác mộng, ừ. Vậy thì tốt, Tiểu Thất gật đầu một cái, ngay sau đó theo trong túi sách xuất ra thể Thiên Âm Cung đưa cho Mã Tiểu Tiểu, đạo Tiểu Tiểu, người Mã gia trấn ma lệnh không thích hợp đối phó quỷ vật. Người đem Thiên Âm Cung mang đi, bất quá, không tới thời khắc nguy hiểm, không nên mở cung, Thiên Âm Cung đối với linh lực tiêu hao quá lớn, ta biết rồi, tốt lắm. Ta liền đi trước rồi, nói xong, Tiểu Thất cùng Trần Thần đứng lên, cùng Doãn Mẫn Tuệ hai người cùng nhau đi ra biệt thự, bên ngoài biệt thự ngừng lại Doãn Mẫn Tuệ xe BMW, sau khi lên xe. Hướng Uông Nguyệt chỗ ở trường học đi tới, muốn tới trường học thời điểm, Doãn Mẫn Tuệ nhưng là đem xe dừng ở một quán rượu cửa, nàng quay đầu nhìn Tiểu Thất hỏi, Tiểu Thất, các ngươi còn chưa có ăn cơm chứ? Không có, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó sẽ đi trường học. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói, nghe Tuệ tỷ, đoàn người vào quán rượu. Tìm đến gần cửa sổ một cái bàn ngồi xuống, Doãn Mẫn Tuệ biết rõ Tiểu Thất lượng ăn, một hơi thở điểm 15 đạo thức ăn, sau đó đem menu đưa cho Tiểu Thất, hỏi còn muốn hay không cái khác. Tiểu Thất ngượng ngùng cười một tiếng, đủ rồi, đã rất nhiều, Doãn Mẫn Tuệ trêu ghẹo nói, ta xem không coi là nhiều, ngươi lượng ăn ta cũng đã gặp qua, đợi vài chục phút. Thức ăn lục tục đi lên, trong thức ăn đủ thời điểm, Tiểu Thất gọi lại phục vụ viên, sẽ giúp ta lấy một cái chén tới, chờ một chút, trong chốc lát, phục vụ viên đem một cái chén thả ở trên bàn. Thấy vậy, Doãn Mẫn Tuệ cùng Uông Nguyệt đều là hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất, Doãn Mẫn Tuệ đạo, Tiểu Thất, ngươi còn muốn chén làm gì, Tiểu Thất vỗ một cái ngồi trên bờ vai bảo bảo, đạo. Trên bả vai ta còn ngồi lấy một cái tiểu tử, hắn cũng phải ăn cơm, ngươi trên bả vai, chẳng lẽ là quỷ, Doãn Mẫn Tuệ hai người con ngươi co rụt lại, nhẹ giọng nói, không sai biệt lắm. Các ngươi không cần phải sợ, nếu là thấy được trên bả vai ta tên tiểu tử này, nói không chừng còn rất thích hắn, nghe nói như vậy, Doãn Mẫn Tuệ nhỏ tiếng nói. Kia có thể hay không để cho ta nhìn một chút, đương nhiên có thể, nói xong, Tiểu Thất cho Trần Thần nháy mắt, hắn rất gọn gàng giúp Doãn Mẫn Tuệ mở ra thiên nhãn. Bởi vì Uông Nguyệt mới vừa chịu qua kinh sợ, hồn phách không yên, cho nên không thích hợp mở thiên nhãn, Doãn Mẫn Tuệ thấy ngồi ở Tiểu Thất trong ngực. Tay nhỏ cầm lấy thức ăn không ngừng hướng trong miệng nhét bảo bảo lúc hô to khả ái, Uông Nguyệt cũng hết sức tò mò, hỏi nhỏ, dì Tuệ. Người thấy cái gì, một cái rất khả ái tiểu tử, nghe nói như vậy, Uông Nguyệt khao khát nhìn Tiểu Thất lắc đầu một cái, nói, người mới vừa chịu qua kinh sợ, hồn phách không yên. Không thích hợp mở thiên nhãn, nếu là tùy tiện mở thiên nhãn, đối với ngươi linh hồn sẽ tạo thành tổn hại, cho nên. Hay là chờ thân thể ngươi được rồi lại nói, được rồi, Doãn Mẫn Tuệ không ngừng hướng bảo bảo trong chén gắp thức ăn, tiểu tử nhưng là không ăn, mà là ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất ca ca. Ta có thể ăn không, ăn đi, A-di này giúp ngươi gắp thức ăn thì ăn rất ngon, bảo bảo phải nhiều ăn một điểm. Ừ, bảo bảo biết, sau khi ăn cơm xong, lái xe đi tới trường học cửa, đem sau khi xe dừng lại, Uông Nguyệt liền dẫn mấy người vào trường học, đi mấy phút, Uông Nguyệt hỏi Tiểu Thất. Chúng ta đi nơi nào, Tiểu Thất suy nghĩ một chút, có thể mà nói, đi trước ngươi lầu túc xá đi xem một chút, sau đó mới đi ngươi giờ học địa phương, được. Ta trước gọi điện thoại cho ta đạo sư, để cho nàng tới một hồi, có thể, 10 phút không tới, một cái 34-35 tuổi nữ nhân đi tới, Uông Nguyệt nghênh đón, giới thiệu một chút. Cái này nữ chính là Uông Nguyệt lão sư, kêu Tô Xuất Sắc Thục, nàng có chút không tin Tiểu Thất, nhưng Uông Nguyệt lần nữa thỉnh cầu, nàng chỉ có thể đem sự tình nói cho Tiểu Thất.
hiểu sự tình sau, Tiểu Thất để cho nàng mang chính mình đi nữ sinh lầu túc xá, đi tới lầu dưới nhà trọ, Tô Xuất sắp thục cùng túc quản A-di nói một lần, liền dẫn Tiểu Thất mấy người lên lầu. Lên lầu, Tiểu Thất đạo, Uông Nguyệt, ngươi là ở nơi nào nhìn đến, lầu ba, mang ta đi, đi tới Uông Nguyệt nói địa phương, Tiểu Thất kiểm tra cẩn thận lên, nơi đây đối diện cửa sổ. Không có lưu lại âm khí gì đó, ngược lại dưới đất còn có một ít không có lau sạch vết máu, hồi lâu, Tiểu Thất đứng dậy, đạo. Một địa phương khác, phòng học, ngươi nói thế nào, cái phòng tạp vật, Uông Nguyệt gật đầu một cái, mang theo Tiểu Thất lên lầu 4, tại lầu 4 phần cuối, có một gian phòng tạp vật. Bất quá môn đã bị khóa lại, thấy vậy, Tiểu Thất nhìn Trần Thần, đạo, mở cửa ra, Trần Thần xuất ra kiếm gỗ đào, dùng sức bổ một cái, đem cửa bổ ra một cái lỗ thủng to. Một cỗ âm phong theo phòng tạp vật trung thổi đi ra, Tiểu Thất cười nhạt, quả nhiên là có quỷ vật quấy phá, mở cửa ra, ánh mắt rất nhanh quét qua một vòng. Cũng không có phát hiện quỷ vật tung tích, âm khí có lẽ là lần trước lưu lại, Doãn Mẫn Tuệ hỏi nhỏ, Tiểu Thất có hay không nhìn ra gì đó tới, Tiểu Thất lắc đầu một cái. Không ở nơi này, giả trang cái gì cao nhân, thiên kiều vạt áo quán đều so với ngươi lợi hại, Tô Xuất sắc thục thấy Tiểu Thất không có gì cả nhìn ra, diễu cợt nói, Tiểu Thất nhìn nàng một cái. Ngay sau đó hỏi Uông Nguyệt, nàng nếu là các ngươi đạo sư, chắc hẳn cũng đi theo các ngươi cùng đi chơi xuân đi, ừ, Tiểu Thất gật đầu một cái, nói tiếp. Nàng kia có thấy hay không cái kia ăn mày, hoặc có lẽ là qua một ít không thích hợp mà nói loại hình sự tình, nghe vậy, Uông Nguyệt nhìn Tô Xuất sắc thục liếc mắt, nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể hay không không nói cái này, Tiểu Thất nhún vai một cái, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì mang ta đi phòng học đi, sau khi xuống lầu, Tô Xuất sắc thục liền rời đi. Tiểu Thất từ tốn nói, Uông Nguyệt nói đi, các ngươi đạo sư ban đầu nói cái gì, nàng cũng không nói gì, nói đúng là thế nào xui xẻo như vậy. Đi ra chơi xuân cũng có thể đụng phải chết ăn mày, Tiểu Thất gật đầu một cái. Chết những học sinh kia có phải hay không cũng nhục mạ qua thậm chí muốn đánh cái kia ăn mày, Uông Nguyệt trầm tư một chút, đạo, nghe ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy, Tiểu Thất. Ngươi có phải hay không muốn nói người đạo sư này cũng sẽ chết, nghe vậy, Tiểu Thất đạo, không phải cũng sẽ chết, nàng nhất định sẽ chết. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 564, ăn thịt người hai canh ba. Uông Nguyệt cùng Doãn Mẫn Tuệ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vô cùng kinh hãi, nhìn các nàng bộ dáng, Tiểu Thất tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không lầm, cái này Tô Xuất sắc thục tối hôm nay sẽ liều mạng, ban đầu rất nhiều người mắng qua cái kia ăn mày, những người đó cũng sẽ chết, chỉ là trước sau vấn đề. Cái này Tô Xuất sắc thục vi nhân sư biểu, lại không có lão sư dáng vẻ, hoặc là chế giễu người khác, hoặc là làm nhục người khác. Cũng không biết nàng người như thế loại là thế nào lên làm lão sư, sẽ không nha, Tô lão sư đang học sinh trong lòng địa vị vẫn còn rất cao, Tiểu Thất không đáng đưa không cười một tiếng. Người đều là am hiểu ngụy trang, tại nào đó cái đặc định cơ hội, sẽ lộ ra diện mục thật sự, lúc này, Trần Thần đột nhiên nói, sư phụ. Cái kia Tô Xuất sắc thục mang theo an ninh tới, đang ở trò chuyện ba người, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia Tô Xuất sắc thục mang theo hai bảo vệ đi tới, thấy màn này. Tiểu Thất nhìn Uông Nguyệt đạo thế nào, ta nói không sai chứ, ngươi nói không sai, người thật rất am hiểu ngụy trang, Tô Xuất sắc thục mang theo an ninh đi tới Tiểu Thất mấy người bên cạnh. Nàng chỉ Tiểu Thất cùng Trần Thần nói, hai người bọn họ chính là bệnh thần kinh, các ngươi an ninh là thế nào giữ cửa, liền người như thế cũng để cho bọn họ đi vào, Tiểu Thất lông mày nhướng lên. Ngươi nói ai là bệnh thần kinh, nói chính là ngươi, tuổi không lớn lắm liền điên điên khùng khùng nói bậy, ngươi nên thật tốt trị mình một chút suy nghĩ, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trước mắt ở đâu là đại học đạo sư, rõ ràng chính là một cái phụ nữ đanh đá mà Uông Nguyệt mất hứng nhìn Tô Xuất sắc thục lão sư.
Ngươi dựa vào cái gì nói ta bằng hữu là bệnh thần kinh? Tô Xuất Sắc thục nở nụ cười nhìn Uông Nguyệt, lời nói thấm thía nói, Uông Nguyệt, không phải lão sư nói ngươi. Ngươi giao đều là chút ít bằng hữu gì, ngươi nếu là còn đi theo đám bọn hắn làm loạn, ngươi đời này sẽ bị hủy. Uông Nguyệt nhướng mày một cái. Nhìn Tô Xuất Sắc thục ánh mắt mang theo nhàn nhạt chán ghét, Tô Xuất Sắc thục cũng chú ý tới, nàng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh ẩn giấu đi rồi. Tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên Uông Nguyệt, một bên Doãn Mẫn Tuệ mở miệng nói, Tiểu Nguyệt đã trưởng thành, nàng và người nào tới hướng các ngươi còn không xen vào đi, coi như muốn xen vào. Cũng là ta tới quản, ngươi coi như Uông Nguyệt a di vậy mà nói như vậy, thật là quá làm cho ta thất vọng, nghe nói như vậy, Doãn Mẫn Tuệ cười lạnh một tiếng. Ngươi mất hay không vọng bất kể chuyện ta, cũng không biết loại người như ngươi là thế nào lên làm giáo sư đại học, ngươi nói gì đó, Tô Xuất Sắc thục đột nhiên quát chói tai một tiếng. Doãn Mẫn Tuệ vừa định phản kích, Tiểu Thất ngăn lại nàng, từ tốn nói, Tuệ tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Uông Nguyệt an nguy ngươi không cần lo lắng. Cái kia ăn mày còn không có lá gan xuất hiện ở bên cạnh ta, được Tiểu Nguyệt chúng ta đi về trước, Doãn Mẫn Tuệ gật đầu một cái, ngay sau đó nói với Uông Nguyệt. Kia hai bảo vệ cũng là khó chịu nhìn Tô Xuất Sắc thục, đặc biệt chúng ta mới là nhân vật chính, ngươi đem chúng ta kêu đến bây giờ một câu nói cũng còn không nói, thật là buồn cười. Tiểu Thất nhìn bọn họ liếc mắt, đạo, hai vị đại ca thiếu cùng người như thế sống chung một chỗ, để tránh dính vào xui xẻo, thật đặc biệt xui xẻo, lão Vương chúng ta đi. Một cái an ninh khó chịu nhìn Tô Xuất Sắc thục liếc mắt nói, đi Tiểu Thất đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn, xem ra cái này Tô Xuất Sắc thục làm người thật không phải bình thường sai. Mặc cho ngươi đang học sinh trước mặt ngụy trang khá hơn nữa, nhưng người khác nhưng là nhìn rất rõ ràng, Tiểu Thất mấy người tại Tô Xuất Sắc thục ác độc dưới con mắt. Chậm rãi hướng cửa trường học đi tới, trên đường, Uông Nguyệt đều có chút không vui, phòng trừng nàng cũng không nghĩ đến chính mình lão sư sẽ là người như thế, vậy mà sẽ đi tìm an ninh tới. Doãn Mẫn Tuệ vỗ một cái Uông Nguyệt, đạo Tiểu Nguyệt ngươi không muốn khổ sở, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể đổi một trường học gì Tuệ. Ta không sao, không việc gì là tốt rồi, Doãn Mẫn Tuệ tầm mắt chuyển hướng Tiểu Thất, hỏi Tiểu Thất nên làm gì bây giờ, Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nói Uông Nguyệt là trường học học sinh. Ra vào cũng không có vấn đề gì, ta cùng Trần Thần muốn đi vào cũng đơn giản, chỉ là Tuệ tỷ ngươi khả năng liền phải ở bên ngoài chờ đây, hơn nữa. Buổi tối tình cảnh thấy được rất dễ dàng thấy ác mộng, ngươi đây không biết ta bây giờ cũng coi như Tiểu Nguyệt nửa ra trường. Cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau ra vào trường học vẫn là không có vấn đề, vậy thì buổi tối lại tiến tới. Giờ phút này khoảng cách trời tối còn có 6, 7 tiếng, mấy người cũng không có chạy về biệt thự, mà là ở Thái Thành đi dạo, một mực đi dạo đến hơn 4 giờ chiều. Mới tìm được một quán rượu ăn cơm, sau khi cơm nước xong, tìm một cái phòng cà phê nghỉ ngơi tán gẫu một hồi, Tiểu Thất làm các ngươi nghề này hẳn rất nguy hiểm chứ, vô cùng nguy hiểm. Gặp phải cái loại này lợi hại yêu ma quỷ quái cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, lần trước ta trở về Tây Xuyên, thiếu chút nữa mất mạng, bất quá. Cổ nhân luôn nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, Doãn Mẫn Tuệ cười một tiếng, người thật nhìn thoáng được, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Chúng ta đời này đã định trước cùng quỷ quái giao thiệp với, nếu không liền thật xin lỗi tổ sư gia, lúc này, Uông Nguyệt mở miệng nói, ta cảm giác được các ngươi thật vĩ đại. Hành tàu tại đêm tối bên bờ, hàng yêu trừ ma, khả năng rất khổ, nhưng các ngươi nhất định thích thú, không giống chúng ta những người này, mặc dù sinh hoạt không có bao nhiêu nguy hiểm.
Nhưng trải qua rất khô khan, Tri Túc Thường Nhạc thấy ra một điểm, có rảnh rỗi có thể đi giúp đỡ những thứ kia cần giúp đỡ người, có thể từ đó thu hoạch thú vui. Uông Nguyệt cười một tiếng. Di Tuệ lần trước cũng là nói như vậy, xem ra ta già rồi, phốc suy. Uông Nguyệt che miệng cười duyên, ngươi nói chuyện thật hài hước. Tiểu Thất vừa muốn nói chuyện, điện thoại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Chu Giai Hào gọi điện thoại tới, bọn họ đã theo làng du lịch trở lại, mà kiểm tra kết quả chính là cùng Tiểu Thất nói giống nhau. Thật có trận pháp phòng ấn hồ nước, ngắn gọn nói mấy câu, chờ mình sau khi trở về lại nói, cúp điện thoại, Doãn Mẫn Tuệ hỏi nhỏ, Tiểu Thất, các ngươi nói cái kia làng du lịch. Có phải hay không có yêu ma quỷ quái, Tuệ tỷ, ngươi cũng không cần hỏi, biết rõ càng nhiều, đối với ngươi cũng không chỗ tốt, tại sao, Tiểu Thất giải thích nói. Ngươi không phải chúng ta loại người này, biết rõ hơn nhiều, rất dễ dàng tiết lộ thiên cơ, nếu để cho địa phủ biết. Nói không chừng sẽ phái quỷ xoa đi lên câu đi ngươi hồn phách, ta chỉ bất quá hiếu kỳ hỏi nhiều một hồi. Hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, hiếu kỳ hại chết mèo, ta về sau không loạn hỏi, Doãn Mẫn Tuệ có chút sợ hãi nói, Tiểu Thất hỏi Uông Nguyệt các nàng muộn thời gian tự học, chừng 7 giờ rưỡi. Bốn người rời đi quán cà phê, đi tới đại học cửa, Uông Nguyệt cùng Doãn Mẫn Tuệ không có ngăn trở, rất nhanh vào trường học, Tiểu Thất cùng Trần Thần chuyển tới một bên tường rào xuống. Tung người một cái, tiến vào trong trường học cùng Uông Nguyệt các nàng hội họp sau, để cho nàng mang theo đi phòng học, đi tới giáo học lâu. Uông Nguyệt mang theo mấy người hướng phòng học đi tới, không tới một phút, đi tới một cái cửa phòng học, Uông Nguyệt nhẹ giọng nói, đây chính là ta phòng học. Lớp chúng ta rất nhiều người đều thấy được cái kia ăn mày thi thể, về phần mắng ăn mày vài người, bây giờ đều chết hết, Tiểu Thất gật đầu một cái. Có phải hay không tòa nhà này học sinh đều đi chơi xuân rồi hả, đúng nha, bất quá phía trên hai tầng lầu học sinh cùng chúng ta đi không là cùng một nơi, cho nên không biết ăn mày sự tình. Chuyện này nhà trường đã báo cảnh sát, nói cảnh sát nhìn rồi, không có nguy hiểm gì, để cho học sinh an tâm giờ học được, ta hiểu được, Tiểu Thất đi tới bên cửa sổ. Nhìn vào bên trong phòng học, mỗi một người cũng không tệ qua, mấy phút sau, Tiểu Thất đi tới ba người bên người, đạo, căn phòng học này không có, đi cái khác phòng học. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 565, ăn thịt người ba canh tư đi tới mặt khác một gian phòng học, cẩn thận tìm, cũng không có phát hiện đầu mối, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại. Chẳng lẽ quỷ chết đói nghe thấy được chính mình khí tức trốn đi, cũng sẽ không đi, nếu biến thành lệ quỷ, lá gan hẳn rất lớn nha, Uông Nguyệt hỏi thăm một hồi. Tiểu Thất nói cho nàng biết không có kết quả, đi mặt khác một gian phòng học tìm khắp cả sở hữu phòng học, kết quả cũng giống nhau, mấy người đứng ở của hành lang, ai cũng không nói mà nói. Đều là nhìn chằm chằm Tiểu Thất, mà Tiểu Thất chính là nhìn trong tay la bàn, phút chốc Tiểu Thất thu cất la bàn, lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái, Tiểu Thất. Có tìm được hay không quỷ chết đói, Uông Nguyệt vội vàng hỏi, Tiểu Thất lắc đầu một cái, không có tìm được quỷ chết đói. Thậm chí ngay cả một điểm âm khí đều không cảm giác, ngươi nói quỷ chết đói sẽ không biết ngươi muốn tới trốn đi nha, nghe vậy, Tiểu Thất đạo, không khỏi loại khả năng này. Nhưng quỷ chết đói đã thấy máu, đã sớm biến thành lệ quỷ rồi, lá gan hẳn rất lớn mới được, Uông Nguyệt suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói. Người ban ngày nói qua tô xuất sắc thục tối hôm nay nhất định sẽ chết, quỷ chết đói sẽ đi hay không tìm nàng rồi hả, rất có thể, Tiểu Thất gật đầu liên tục. Cái kia tô xuất sắc thục ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, khả năng đã về nhà, nàng chung quy chẳng qua là ta đạo sư, không phải chủ nhiệm lớp, nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc nói.
nàng nếu không phải ngươi chủ nhiệm lớp, ngươi hôm nay làm sao sẽ để cho nàng tới, lớp chúng ta chỉ nàng một cô giáo, chỉ có thể để cho nàng tới, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi dẫn ta đi lão sư phòng làm việc nhìn một chút, nơi nào nói không chừng thì có chuyển cơ. Uông Nguyệt gật đầu một cái, mấy người mới vừa đi ra hơn 10 thước, trong lúc bất chợt. Một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở sân trường dập dờn mà ra, Tiểu Thất nhướng mày một cái, móc la bàn ra vừa nhìn, chỉ thấy địa châm quay tít một vòng, chỉ bên tay trái. Ngẩng đầu nhìn lại, lầu đối diện tầng chỉ có trung gian là đèn sáng, thế nào, quỷ chết đói xuất hiện, Trần Thần ngươi bảo vệ tốt Uông Nguyệt các nàng, ta đi trước, nói xong. Tiểu Thất hướng địa châm chỉ phương hướng, thật nhanh vọt tới, chừng một phút, Tiểu Thất đã tới tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương, ở nơi này một phút trong thời gian. Tiếng kêu thảm thiết liền không có đình chỉ qua, hơn nữa bộc phát thê lương, làm người sau lưng lạnh cả người, bây giờ xã hội này, vô luận nhiều chuyện kinh khủng đều sẽ có người vây xem. Đây chính là lòng người hiếu kỳ, thêm không nhịn được tạo thành kết quả, giống như nhìn ăn mày thi thể chuyện này giống nhau, một người nhìn nói ra, có người sẽ không tin hoặc là hiếu kỳ. Liền muốn chính mắt vừa nhìn, nhưng lại không biết, chỉ là nhìn một cái, tiếp theo mang đến cho mình nguy hiểm tánh mạng, Tiểu Thất có thể nghe được tiếng chạy bộ thanh âm. Quay đầu nhìn liếc mắt, đã có không ít người chạy về đằng này tới, đưa tay đẩy một cái môn, phát hiện khóa cửa lên, nếu là đem cửa làm hư, lại không thể ngăn trở những người khác. Thật là làm cho nhân tạo khó khăn, cắn bể ngón tay, ở trên cửa vẽ ra một đạo linh phù thần chú vừa nghĩ, bàn tay vỗ vào linh phù lên, bên trong nhất thời truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh Trần Thần ba người đi tới Tiểu Thất bên người, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn bọn hắn, nói, giúp ta ngăn lại những người khác. Không nên để cho bọn họ đi tới, được lầu trên lầu dưới chạy tới xem náo nhiệt quá nhiều người, Trần Thần ba người bọn hắn căn bản không ngăn được Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo đạo tiểu tử, vào xem một chút chuyện gì xảy ra, ồ, Bảo Bảo theo cửa sổ chui vào, trong chốc lát lại chui ra, nhảy đến Tiểu Thất trên bả vai, gào to vù vù nói. Ca ca, bên trong thật là khủng khiếp, khắp nơi đều là huyết, bên trong có hay không người sống, còn ngươi nữa nhìn đến quỷ chết đói không có, nghe vậy, tiểu tử ngoẹo đầu nghĩ một hồi. Không có, Tiểu Thất có chút hoài nghi, móc la bàn ra vừa nhìn, địa châm đã không hề chuyển động, xem ra quỷ chết đói đã chạy. Tiểu Thất để cho Trần Thần bọn họ không muốn lại ngăn những người khác, ba người đi tới, hỏi thế nào, chạy, càng ngày càng nhiều học sinh chen đến cửa. Rất nhanh một người đàn ông lão sư chen tới, hắn cầm trong tay một cái chìa khóa, người nam này lão sư thấy Uông Nguyệt nghi ngờ nói, Uông Nguyệt. Ngươi không phải xin nghỉ sao, ta tới trường học có chút việc, rất nhanh đi trở về, Tiểu Thất hỏi Uông Nguyệt người này là ai, sau đó ngăn cản đang muốn mở khóa hắn. Người lão sư này nhìn Tiểu Thất đạo, vị bạn học này, ngươi ngăn ta xong rồi mà, chẳng lẽ không biết xảy ra chuyện sao, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, Uông Nguyệt lão sư, ngươi nhất định phải mở cửa. Không mở cửa thế nào cứu người, Tiểu Thất thở dài, nói, ngươi muốn mở cửa ta không ngăn ngươi, bất quá, chờ một chút cũng không nên hù dọa, ngươi nói gì đó, Tiểu Thất chỉ môn. Ngươi mở ra nhìn một chút sẽ biết, Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp nghi ngờ nhìn Tiểu Thất liếc mắt, ngay sau đó mở cửa ra, cửa vừa mở ra, một cỗ gai mũi mùi máu tanh đập vào mặt làm người nôn mửa. Khi Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp nhìn đến tình huống bên trong lúc, hắn trong nháy mắt ngây dại, ngay sau đó hét to, bị hắn như vậy một kêu, chen qua tới học sinh càng hiếu kỳ hơn. Rối rít dùng sức hướng bên này đẩy, gắng gượng đem đứng ở cửa Tiểu Thất bọn họ đẩy vào trong phòng, Uông Nguyệt quát to một tiếng, nhào tới Doãn Mẫn Tuệ trong ngực, người sau cũng là nhắm mắt lại. Cửa những học sinh kia nhìn đến bên trong cảnh tượng lúc có la to, có khom người nôn mửa, có vẫn còn hướng bên này đẩy, một người nữ sinh bị chen lấn đi vào, trực tiếp hù dọa khóc.
Đây là một gian phòng làm việc, trên đất nằm hai cỗ thi thể, một cỗ thi thể toàn thân cao thấp chỉ có đầu coi như hoàn chỉnh, những địa phương khác đều chỉ còn lại bạch cốt. Một cỗ thi thể khác nửa gương mặt không có, lộ ra trắng hếu xương, trên đất vết máu lốm đốm, còn rất nhiều thịt vụn, kia đầu coi như hoàn chỉnh thi thể, chính là Tô Xuất Sắc Thục. Xương trên có dấu răng, Tô Xuất Sắc Thục là bị sống sờ sờ cắn chết, bên ngoài học sinh, nam giống to, nữ hoặc là hù dọa khóc, hoặc là chính là khom người nôn mửa, không bao lâu. Tất cả mọi người đều tản đi, Tiểu Thất đem hù dọa khóc nữ sinh đỡ lên, nàng ánh mắt không gì sánh được sợ hãi, thân thể phát run, Tiểu Thất thở dài, hôm nay một màn này. Chỉ sợ sẽ là cô nữ sinh này cả đời tâm ma, để cho Trần Thần đưa nàng đỡ đến bên ngoài, Tiểu Thất nhìn Doãn Mẫn Tuệ đạo, Tuệ tỷ, các ngươi cũng đi bên ngoài. Các ngươi không thích hợp ở lại đây, Doãn Mẫn Tuệ mở mắt đỡ Uông Nguyệt đi ra ngoài, Tiểu Thất đi tới Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp bên người, nhẹ giọng nói. Chết hai người kia đều là trường học lão sư chứ, hắn gật gật đầu, đều là lão sư, tối hôm nay có bọn họ giờ học ta biết rồi, đúng rồi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể không thể rời bước đi ra bên ngoài, thuận tiện báo động, để cho cảnh sát tới xử lý, hắn chật vật di động bước chân, đi theo Tiểu Thất đến bên ngoài phòng làm việc mặt. Bên ngoài một mảnh dơ bẩn, đều là nôn, mấy người hơi đi xa một điểm, đi tới đường đi khúc quanh, Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp hít sâu rồi mấy khẩu khí, mới thoáng bình phục một hồi tâm tình. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo động, đưa điện thoại di động cất kỹ, nhìn Tiểu Thất đạo, ngươi có phải hay không đã sớm biết bên trong là tình huống gì? Ngươi rốt cuộc là người nào, là không phải trường học học sinh, Tiểu Thất từ tốn nói, ta không phải trường học học sinh, ta tới trường học là giúp Uông Nguyệt. Có ý gì, ngươi nếu là Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp kia thì nên biết Uông Nguyệt tại sao xin nghỉ đi, hắn gật đầu một cái, ta biết rõ làm sao chuyện, trong lớp tốt mấy nữ sinh đều xin nghỉ. Lý do cùng Uông Nguyệt giống nhau như đúc, ồ, vậy ngươi ban đầu có không có hoài nghi đây, ta bởi vì nàng môn là cố ý thương lượng xong làm như thế, có thể sau đó ta biết. Không chỉ chúng ta tiểu đội, học sinh những lớp khác cũng giống như vậy. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chương 566, ăn thịt người bốn canh năm. Tiểu Thất hít sâu một hơi, hỏi tiếp, các ngươi ra ngoài chơi xuân, tại cửa cảnh khu, đụng phải một cái ăn mày, sau đó vào cảnh khu. Tại cảnh khu một cái hồ nhỏ bên cạnh, lại thấy được ăn mày thi thể, ta muốn hỏi, ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu người thấy qua ăn mày thi thể, Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trầm giọng hỏi, lời này của ngươi là ý gì, ngươi chẳng lẽ muốn nói là cái kia ăn mày đang giở trò quỷ, Tiểu Thất không đáng đưa không cười một tiếng, sẽ làm phòng làm việc chuyện này. Ngươi có thể tin tưởng là người làm sao, không tin, khẳng định không phải là người làm, là xúc sinh không bằng, Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp tức giận hét. Xác thực không phải là người làm, chuyện này thật không đơn giản, nếu là không xử lý tốt, chết thì không phải là mấy người như vậy. Ta cũng biết hai ngày trước còn có mấy cái học sinh cũng đã chết, tử tướng cùng lần này không có bao nhiêu khác biệt, ta cũng không rõ ràng, tại sao xảy ra chuyện như vậy. Trường học còn có thể bình yên vô sự giờ học nhất định chính là không đem học sinh mệnh để ở trong lòng, nha, đúng rồi, nghỉ cũng vô dụng, đáng chết người hay là sẽ chết, Tiểu Thất nói, Tiểu Từ. Đây cũng không phải là chụp Final Destination, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, ta cũng không nói đùa với ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, cái kia ăn mày thi thể chính là nguyền rùa. Các ngươi chỉ cần nhìn rồi, cũng sẽ chết, chết rất thảm, ngươi có phải hay không biết chút ít gì đó, hoặc có lẽ là ngươi biết hung thủ là người nào, ta không biết. Môn cũng là ngươi mở ra, nghe được Tiểu Thất trả lời, Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp nhưng là lắc đầu bác bỏ, không đúng, ngươi chắc chắn biết cái gì đó.
bằng không ngươi cũng sẽ không khuyên ta không nên mở ra môn, được rồi, ta phải đi về, chúc ngươi nhiều may mắn, nếu là cần giúp, đánh Uông Nguyệt điện thoại là được rồi, nói xong. Tiểu Thất đi tới Uông Nguyệt ba người bên người, kẹp ra một đạo linh phù, mặc niệm chú ngữ, đi vào Uông Nguyệt trong cơ thể, trong chốc lát Uông Nguyệt bình phục lại sợ hãi tâm linh. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, chúng ta đi về trước đi, hôm nay sự tình đã xong rồi, Tiểu Thất, cái kia quỷ chết đói hôm nay không giết người, nghe được Doãn Mẫn Tuệ nghi vấn. Tiểu Thất gật đầu một cái, giải thích cái kia quỷ chết đói mỗi ngày giết người đều là cố định, một ngày hai người, hôm nay đã giết Tiểu Thất. Cái kia quỷ chết đói là lựa chọn thế nào mục tiêu, ngươi nói Tiểu Nguyệt có thể hay không, Doãn Mẫn Tuệ lo lắng nói, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, Tuệ tỷ ngươi cứ an tâm, có ta ở đây. Uông Nguyệt không có việc gì, chuyện bây giờ còn không quá rõ ràng, hơn nữa, quỷ chết đói xuất quỷ nhập thần, ta lại không thể xác định hắn mục tiêu kế tiếp cho nên. Trong lúc nhất thời cũng không thể bắt lại hắn, không bắt được hắn, ý nghĩa còn muốn người chết, tội nghiệp a, có thể ngươi cũng nói quỷ chết đói xuất quỷ nhập thần. Trong thời gian ngắn căn bản không bắt được a, ừ, chính là nguyên nhân này. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp mới được, quỷ chết đói nhất định là căn cứ nào đó đặc định nguyên nhân tới chọn giết chết người nào, loại nguyên nhân này có rất nhiều loại, khả năng nhất một loại. Chính là ban đầu ai đụng hắn thái độ ác liệt nhất, đây là điển hình trả thù tâm lý, không được, cảnh sát tới rất nhanh, Tiểu Thất bốn người xuống lầu thời điểm. Vừa vặn đụng phải mới tới cảnh sát, bị cảnh sát nhìn chằm chằm, mùi vị cũng là không dễ chịu, tốt tại bọn họ có việc cần hoàn thành, rất nhanh thì lên lầu, cần phải mau chóng tìm tới quỷ chết đói. Nếu không chờ trường học thật để cho học sinh về nhà, sự tình trở nên càng thêm phức tạp, có thể Tiểu Thất bây giờ cũng thúc thủ vô sách, hết cách nghĩ đến một cái biện pháp. Chính là để cho đi qua cảnh khu học sinh lão sư toàn bộ sống chung một chỗ, nhưng cũng được có người tin tưởng Tiểu Thất mới được, vô căn cứ đi nói, ai sẽ tin tưởng đây? Suy nghĩ một chút liền khổ sở, đi xuống lầu Tiểu Thất tại của hành lang họa một đạo linh phù, hy vọng có thể lên một ít nhắc nhở tác dụng để cho quỷ chết đói không muốn kiêu ngạo như vậy. Đã có pháp sư để mắt tới ngươi, ra trường, lên xe chạy về biệt thự, Doãn Mẫn Tuệ đem Tiểu Thất cùng Trần Thần đưa đến cửa biệt thự, lúc xuống xe Tiểu Thất đem mang theo ngọc phù lấy xuống. Đưa cho Uông Nguyệt đạo, linh phù có thể ngăn trở hay không quỷ chết đói ta cũng không dám hứa chắc ngươi mang khối ngọc này, chờ sự tình xử lý tốt trả lại cho ta Tiểu Thất. Cảm ơn ngươi, không việc gì, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, Uông Nguyệt nắm ngọc phù, nhẹ nhàng gật đầu, đi vào biệt thự. Chu Giai Hào bọn họ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Tiểu Thất đi tới ngồi xuống, Chu Giai Hào xông tới hỏi, Tiểu Sư Điệt, sự tình thế nào, có tìm được hay không quỷ chết đói? Không có, sự tình so với trong tưởng tượng khó làm, chẳng lẽ bằng thực lực ngươi, còn không thể thu thập quỷ chết đói, Tiểu Thất lắc đầu một cái, không phải không thu thập được quỷ chết đói. Chúng ta đi đại học, căn bản cũng không có đụng phải quỷ chết đói, hắn ngược lại tại ta dưới mắt, lại giết hai người, cái gì? Lại giết hai người, mấy người đều là dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Tiểu Thất gãi đầu một cái, các ngươi đây là cái gì biểu tình, không có gì. Bất quá quỷ chết đói lá gan cũng quá lớn rồi, lại dám tại ngươi dưới mí mắt giết người, thật là sống chán ngán, Tiểu Sư Điệt. Ta cảm giác được ngươi phải thật tốt giáo huấn quỷ chết đói, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, châm chọc ta rất khỏe chơi đùa sao, ách. Ta nơi nào châm chọc ngươi, Tiểu Thất vỗ một cái Chu Giai Hào bả vai, Tiểu Sư Thúc ngươi nói chuyện tài nghệ quá thấp, vừa nghe liền hiểu, được rồi. Coi như ngươi lợi hại, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, các ngươi đi làng du lịch tra được trận pháp là đạo gia vẫn là Phật gia, đạo gia. Khả năng chính là Đỗ Ngọc Quân cha mẹ mời vị đạo sĩ kia bày trận pháp, nghe vậy, Tiểu Thất nói,
hẳn không phải là, Đỗ Ngọc Quân nói qua, nhà nàng mời đạo sĩ đi đối phó trong hồ quỷ vật lúc bị quỷ vật giết, không có thời gian đi bố trí trận pháp, hẳn là sau đó có người bày trận pháp, ngươi nói cũng thật là kỳ quái, tại sao chỉ phong ấn quỷ quái? Không trực tiếp diệt trừ đây, Hứa Chính Dương tiếp lời cha, nói, lúc trước quan niệm cùng chúng ta bất đồng, dĩ vãng đều giảng biết sai liền đổi chẳng gì tốt đẹp bằng. Nhưng bây giờ không giống nhau, vì phòng ngừa tiếp tục phạm sai lầm, chỉ có để cho hắn hiểu được phạm sai lầm hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, hại chàng là cái gì, Hứa huynh nói rất đúng. Chính là cái đạo lý này, cho nên, bắt quỷ chết đói ta cũng không dự định giáo dục hắn, trực tiếp diệt tiểu thất tử tốn nói, có muốn hay không ác như vậy, tàn nhẫn. Hắn chỉ là bị cười nhạo hoặc là không người thương cảm, biến thành quỷ liền muốn trả thù xã hội, khắp nơi giết người, nếu là không làm thịt hắn. Có thể trấn an những thứ kia bị hắn giết chết người sao, những người đó cho dù có lỗi, nhưng không sai đến chết, các ngươi không nhìn thấy người chết dáng vẻ, đó là sống sờ sờ bị cắn chết. Cho nên, đối với cái này loại quỷ, không thể có chút nào thương cảm, hôm nay ban đêm nếu không phải ta trần chờ, có lẽ hai người kia còn có thể sống sót, Chu Giai Hào gỗ lăng nhìn tiểu thất. Hồi lâu nói, tiểu sư điệt ta cảm giác ngươi thay đổi, ta xác thực thay đổi, lúc trước gặp phải chết oan vong hồn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thương cảm, bây giờ sẽ không. Chỉ cần giết người đổ máu, liền muốn tiếp nhận ta xét xử, tiểu thất nói lời này lúc trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhìn qua rất lạnh, còn có một chút như vậy đáng sợ. Chu Giai Hào bọn họ tại trong thời gian ngắn kinh ngạc sau, đều là trong đầu hồi tưởng theo như lời tiểu thất mà nói, bọn họ trước kia là không phải quá nhân từ. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 567, thứ 564 ăn thịt người 46 càng Chu Giai Hào suy nghĩ một chút, nói, tiểu sư điệt ta cảm thấy chúng ta đã làm tốt hơn, nếu như lại tàn nhẫn. Liền vi phạm bổn ý, tiểu thất nhún vai một cái gì gọi là vi phạm bản ý, chúng ta trách nhiệm vốn chính là hàng yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian chính đạo, được rồi. Ta nói bất quá ngươi, cho nên, ta quyết định chờ trong hồ quỷ quái thu thập cái kế tiếp chính là Đỗ Ngọc Quân, cô gái này tu vi quá mạnh. Mặc cho nàng ở lại dương gian quá nguy hiểm, nghe nói như vậy, giới sắc hòa thượng đạo tiểu thất theo quỷ phủ sau khi ra ngoài, Đỗ Ngọc Quân nhất định là có chỗ đề phòng. Chúng ta không tốt hạ thù a, tiểu thất cười một tiếng. Không có chuyện gì, bằng tiểu lục liên thủ với Đông Giai Minh, trực tiếp đánh vào nàng quỷ phủ, đột nhiên cửa bị gõ vang. Tiểu thất nghi ngờ nhìn bên ngoài liếc mắt, cửa mở ra, là Uông Nguyệt cùng Doãn Mẫn Tuệ, hai người thấy tiểu thất vội vàng nói, tiểu thất xảy ra chuyện, tiểu thất lông mày nhướng lên. Không nên gấp gáp, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, đúng như vậy, rời đi trường học trước ngươi có phải hay không cùng ta chủ nhiệm lớp nói rất nhiều mà nói. Sau đó nói có chuyện liên lạc ta, nghe nói như vậy, tiểu thất gật gật đầu, đúng nha, chẳng lẽ thì ra là vì vậy tự ra chuyện, không sai, cảnh sát đang điều tra lúc. Lớp của ta chủ nhiệm nói ngươi nói chuyện rất khả nghi, sau đó liền nói cho cảnh sát, ta muốn bây giờ lúc này, cảnh sát chính chạy tới, tiểu thất cười một tiếng. Các ngươi liền làm cho này chút chuyện lo lắng, chẳng lẽ không phải lo lắng, buông lỏng tinh thần, chúng ta một không có trộm hai không có cướp, không có việc gì, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, chuông cửa vang lên, mở cửa vừa nhìn, Tỉnh Chiêng mang theo ba cái cảnh sát đứng ở cửa, đứng ở phía sau cùng chính là Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp. Hắn vừa nhìn thấy tiểu thất liền kêu la om sòm, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hôm nay buổi tối sự tình đối với hắn kích thích không nhỏ, rất có thể cả đời bị cái này mộng yểm cuốn lấy. Một cái chừng 40 tuổi cảnh sát đi tới, đạo, xin chào, chúng ta có một số việc muốn biết, người có thể không cùng chúng ta đi một chuyến trong cục, tiểu thất nhìn đồng hồ, chậm rãi nói.
hôm nay quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói, này, ngươi bây giờ nhưng là chúng ta người hiềm nghi phạm tội, một cái khác 27-28 tội cảnh sát nói. Tiểu thất nhướng mày một cái, ta một không có trộm hai không có cướp, làm sao lại thành người hiềm nghi phạm tội rồi hả? Tuổi lớn cảnh sát hiếu kỳ nhìn tiểu thất. Dĩ vãng những người đó nhìn đến chính mình, dị thường khẩn trương, mà tiểu thất nhưng là thần thái như thường, không nhìn ra một điểm khẩn trương, hắn từ tốn nói. Giới thiệu một chút, ta là Thái Thành hình sự trinh sát đại đội đội phó, bảo đảm Vân Phong, hôm nay tới nơi này quấy rầy ngươi, chủ yếu là vì tối hôm nay phát sinh chuyện. Thật ra thì ngươi không có hiềm nghi, chung quy sự tình mấy ngày trước liền xảy ra, hơn nữa còn là không ngừng phát sinh, chúng ta chỉ muốn mau chóng phá án. Để cho đại học thầy trò an tâm, Hoa Thanh đột nhiên đứng lên, đi tới bảo đảm Vân Phong trước người, ngươi gọi bảo đảm Vân Phong đúng không, ta cho ngươi biết. Đại học chuyện phát sinh đã không ở ngươi môn phạm vi xử lý rồi, các ngươi nếu là mù quáng điều tra tiếp. Chỉ có thể hại chính mình, bảo đảm Vân Phong khẽ nhíu mày, ngươi là, Hoa Thanh theo trong túi sách móc ra một cuốn sách nhỏ đưa cho bảo đảm Vân Phong, người sau thần tình nghi ngờ. Mở ra sách vở vừa nhìn, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ngươi luôn dân gian chuyện lạ cục người, đúng vậy, hắn đem sách vở trả lại cho Hoa Thanh thu cất sách vở nói. Ngươi bây giờ hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra đi, biết, xin mời Hoa lão giúp chúng ta lần này, trường học thật không có thể ra lại chuyện, Hoa Thanh chỉ tiểu thất đạo, tìm hắn hỗ trợ. Hắn là phương diện này hành gia, hắn nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, có thể so sánh ngươi lợi hại, Hoa Thanh sờ một cái còn không có mọc ra chòm râu, đạo, liền mấy người bọn hắn. Mỗi người đều lợi hại hơn ta, được ta hiểu được, bảo đảm Vân Phong gật đầu một cái, tiểu thất nhìn bảo đảm Vân Phong đạo, bảo đảm sĩ quan cảnh sát nếu như có thể được mà nói. Xin ngươi hãy tối mai lúc đem sở hữu đi chơi xuân học sinh tập hợp, ngươi là ý nói hung thủ liền tại bọn họ trung gian. Không sai biệt lắm là cái ý này, hung thủ mấy ngày nay, mỗi ngày giết hai cái người, hẳn không phải là giết người, mà là ăn thịt người, hung thủ khi còn sống nhất định rất ít ăn cơm no. Đối với xã hội có trả thù tâm lý, ban ngày ban đêm, cũng sẽ không chỗ nào tiết chế đại cật đặc cật, cái này chính là người yêu cầu đầu mối, tiểu thất nhìn bảo đảm Vân Phong liếc mắt nói tiếp. Bất quá các ngươi đụng phải vẫn là tránh xa, bây giờ hắn nhưng là không có chút nào biết sợ các ngươi, tại sao nói như vậy, thấy máu tiểu thất theo trong túi sách móc ra kiếng bát quái. Đưa cho bảo đảm Vân Phong, nếu như ngươi thấy ta nói loại người như vậy, dùng kiếng bát quái có thể thấy rõ mặt mũi thực kiếng bát quái. Vật này thật hữu dụng, bảo đảm Vân Phong nhận lấy kiếng bát quái, nhỏ giọng thầm thì một câu, tiểu thất từ tốn nói, có hữu dụng hay không, chỉ có thử qua mới biết, được rồi. Các ngươi cũng đi nhanh lên đi, chúng ta cần nghỉ ngơi rồi, quấy rầy, bảo đảm Vân Phong nói một câu, mấy người liền đi ra biệt thự, tiểu thất vươn người một cái, tuệ tỷ. Các ngươi cũng nhanh đi về đi, hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, Doãn Mẫn Tuệ ba người đi sau đó, tiểu thất bọn họ cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Mỗi người rửa mặt một hồi trở về phòng ngủ, ngày kế ước chừng là hơn một giờ chiều thời điểm, cái kia bảo đảm Vân Phong mang theo thủ hạ vội vội vàng vàng đi tới biệt thự. Vào cửa cũng không phải tìm tiểu thất, mà là đi tìm Hoa Thanh, Hoa Thanh sửng sốt một chút, hỏi, lại xảy ra chuyện gì, tiền bối, ta muốn mời ngươi hỗ trợ một chút, hơn một tiếng trước. Trường học lại xảy ra ăn thịt người sự kiện, lần này lại là tại phòng ăn, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, tiếp tục như vậy nữa, sự tình liền không đè ép được, nghe vậy. Hoa Thanh chỉ tiểu thất đạo, ta không phải nói tìm hắn sao, hắn mới là lấy phương diện chuyên gia, nhưng hắn niên kỷ quá nhỏ, ta sợ, ngươi sợ cái gì? Loại chuyện này vốn cũng không phải là các ngươi nơi đó lý, ta cho ngươi biết, là sự kiện linh dị, ngươi sớm một chút để cho cục trưởng các ngươi đem sự tình báo cáo cho dân gian chuyện lạ cục.
để cho bọn họ tới xử lý. Tiểu Thất trắng Bảo Đảm Vân Phong liếc mắt nói, Tiểu Thất đứng dậy, nhìn Bảo Đảm Vân Phong nói, đi thôi, chuyện này ta tới xử lý, đa tạ. Tiểu Thất gật đầu một cái. Nhìn Mã Tiểu Tiểu đạo, Tiểu Tiểu, lần này ngươi theo ta đi, Tiểu Sư Điệt ngươi tại sao không mang theo ta đi, dẫn ngươi đi làm gì, ta mang theo Tiểu Tiểu đi là có đại sự muốn làm. Ngươi nếu có thể triệu hồi ra thần long đến, ta liền dẫn ngươi đi. Chu Giai Hào gãi đầu một cái, chỉ là bắt quỷ chết đói, tại sao phải mã ra thần long, vì để ngừa lại chết người. Ta chỉ có thể bại lộ một chút, ngươi dự định, chính là ngươi muốn như vậy. Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu đi theo Bảo Đảm Vân Phong mấy người ra biệt thự, ngồi lên xe cảnh sát đi tới đại học. Sắp đến cửa phòng ăn lúc, Tiểu Thất hỏi, thi thể vẫn còn phòng ăn, đúng, còn không có lấy. Tiểu Thất cũng là không nói gì, một cụ bị gặm ăn thi thể đặt ở phòng ăn. Nhất định chính là cố ý cho học sinh lưu ám ảnh trong lòng, về sau ăn cơm nhớ tới thi thể, ai còn ăn vào đi, phòng ăn đã bị phong tỏa, bên trong còn có 4-5 cái cảnh sát đang ở thăm dò hiện trường. Bước vào phòng ăn, Tiểu Thất liền móc la bàn ra, la bàn địa châm đừng im bất động, quỷ chết đói đã chạy, nếu chạy, cũng không có đi vào cần thiết, nghiêng đầu nhìn Bảo Đảm Vân Phong đạo. Hung thủ đã chạy, người chính là thông báo trường học, đem ngày đó ra ngoài chơi xuân học sinh, lão sư tập hợp, tại sao phải làm như vậy, hung thủ chính là muốn bọn họ chết. Nhất định sẽ tới tìm hắn môn. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 568, ăn thịt người 57 càng Bảo Đảm Vân Phong suy nghĩ một chút, cùng bên người cảnh sát nói một tiếng, để cho hắn đi thông báo trường học sau đó. Bảo Đảm Vân Phong hay là mời Tiểu Thất đi xem một hồi phòng ăn thi thể, đến gần thi thể, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh liền chui vào lỗ mũi, thi thể tựa vào trên cây cột. Trước ngực thịt toàn bộ bị gặm ăn rớt, đã thấy được xương sườn, Mã Tiểu Tiểu lông mày kẻ đen hơi nhăn, nhẹ giọng nói, cái kia quỷ chết đói cũng quá ghê tởm đi. Vậy mà đem thi thể cắn thành như vậy, nghe vậy, Tiểu Thất đạo, quỷ chết đói khi còn sống chính là một cái ăn mày, đối với cái này xã hội vốn là có oán khí. Hơn nữa hắn chết trước bị những học sinh này làm nhục, hắn oán khí liền gia trú đến những học sinh này trên người, ngươi muốn làm gì, để cho chơi xuân thầy trò sống chung một chỗ. Chúng ta liền trông coi thầy trò, quỷ chết đói một ngày giết 2 cái người, bây giờ mới chết một cái, nhất định sẽ xuất hiện, Mã Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nghe ngươi, Tiểu Thất cười một tiếng. Chỉ trên đất thi thể, đạo, đem thi thể mang về hỏa táng đi, Bảo Đảm Vân Phong phất phất tay, 2 cảnh sát xuất ra thi túi, cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể bỏ vào. Mang lên bên ngoài trên xe cảnh sát, ước chừng đi qua vài chục phút, Bảo Đảm Vân Phong điện thoại di động reo lên, hắn tiếp thông điện thoại nói mấy câu, ngay sau đó nói cho Tiểu Thất. Thầy trò đã tập họp xong rồi, Tiểu Thất để cho hắn vội vàng mang 2 người đi thầy trò chỗ tập hợp phương, qua 5-6 phút đi tới một cái lễ đường, đi vào lễ đường. Thấy 300-400 học sinh ngồi ở trên ghế xì xào bàn tán, tại trước mặt học sinh còn ngồi lấy 7-8 cái lão sư, trong đó có Uông Nguyệt chủ nhiệm lớp, Bảo Đảm Vân Phong nhìn Tiểu Thất liếc mắt. Đạo, làm sao bây giờ, chờ đã, hung thủ không có bắt được trước, ai cũng không thể đi ra lễ đường, cho dù đi nhà cầu cũng chỉ có thể từng cái đi. Hơn nữa còn phải có người đi theo, nghe được Tiểu Thất mà nói, Bảo Đảm Vân Phong khẽ nhíu mày, làm như vậy có chút không thích hợp. Chúng ta cũng không có quyền lợi đem học sinh ở lại chỗ này, Tiểu Thất nhún vai một cái, người có thể không nghe. Nhưng người chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, được rồi, Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu đạo, Tiểu Tiểu, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Kiểm tra quỷ chết đói có hay không ghé vào người nào đó trên người, nói xong, Tiểu Thất liền chuyển đến bên trái, từng loạt kiểm tra cẩn thận đi qua kiểm tra thời điểm. Cũng nhìn thấy Uông Nguyệt, trường học đúng là đem tất cả mọi người đều tập trung lại rồi, Bảo Đảm Vân Phong cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, chỉ có người không có ở nơi này.
cái kế tiếp chết chính là hắn. Sau mười mấy phút, hai người kiểm tra xong, không có phát hiện quỷ chết đói tung tích, đi tới ngay phía trước, tại bảo đảm Vân Phong chuẩn bị trên ghế ngồi xuống. Để cho những học sinh này ngồi mười mấy 20 phút còn được, để cho bọn họ ngồi quá lâu, lại không sự tình có thể nói, cũng có chút không làm, cho nên, lễ đường thanh âm càng ngày càng làm ồn. Rất nhiều trường học đều ầm ĩ phải về phòng học, đặc biệt là bên cạnh còn đứng mười mấy cái cảnh sát, để cho bọn họ có một loại phạm nhân cảm giác rất không thoải mái. Tiểu Thất khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn những học sinh này giống như chế giễu giống nhau, có thể Tiểu Thất lại quên, chính hắn cũng là học sinh, nghiêng đầu nhìn Bảo Đảm Vân Phong nói. Bảo Đảm sĩ quan cảnh sát, không cho phép ngươi chuẩn bị nói gì ép một hồi lễ đường thanh âm, ta cũng không biết nói cái gì, há, vậy có không có đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho thầy trò. Nếu là biết rõ rời đi nơi này sẽ chết, bọn họ hẳn không có lá gan sẽ rời đi đi, Bảo Đảm Vân Phong khẽ thở dài, người quá khinh thường những học sinh này rồi. Bọn họ lá gan không phải bình thường lớn, được rồi, ta quá khinh thường những học sinh này rồi, ngay tại học sinh làm cho tối mày tối mặt lúc. Một cái hơn 40 tuổi mang mắt kính mập lùn nam tử đi lên Tiểu Thất sau lưng võ đài, hắn cầm trong tay một cái micro, đi tới hừ hừ hai tiếng, lễ đường nhất thời an tĩnh rất nhiều. Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, người đàn ông này là trường học thầy chủ nhiệm đi, chỉ có thầy chủ nhiệm đối với học sinh mới có lớn như vậy lực uy hiếp, những thứ kia vẫn còn nói mà nói học sinh. Tại tiếp xúc được mập lùn nam tử ánh mắt sau, đều ngậm miệng, trong chốc lát vang lên mập lùn nam nhân cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía diễn giảng chủ đề. Sinh mạng đến cùng có thể hay không quý, nghe mấy phút Tiểu Thất không khỏi giơ ngón tay cái lên, quá trâu. Người tại trường học chưa từng nghe qua thầy chủ nhiệm giáo huấn, Mã Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Không có a, ta đệ nhất học kỳ lên 2 tháng giờ học, phía sau cơ bản không có lên giờ học, ta ngay cả thầy chủ nhiệm là ai cũng không biết, nếu không phải Hồ Cảnh Quan hỗ trợ. Ta sớm đã bị đuổi, Tiểu Thất cười nói, nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng, ta cùng Hứa Chính Dương liền không phải như vậy, chúng ta đều là dùng thực tập lý do đi ra. Không có bao nhiêu vấn đề, các ngươi sớm hơn ta lên đại học, đương nhiên có thể như vậy rồi, đứng ở hai người bên cạnh Bảo Đảm Vân Phong đánh coi Tiểu Thất hai người một hồi. Hắn nghe được Tiểu Thất hai người nói mình là sinh viên còn có chút không tin, chung quy người nào không việc gì sẽ thật tốt học không được, khắp nơi làm nguy hiểm chuyện đây. Tại hai người nói chuyện trời đất, mập lùn nam nhân diễn giảng cũng kết thúc, học sinh kích động tâm tình cũng bị ép xuống, đến bữa ăn tối thời gian, trường học phòng ăn nhân viên làm việc. Đem thức ăn đều là đưa đến lễ đường tới, Bảo Đảm Vân Phong cũng đi giúp Tiểu Thất đánh một hộp cơm, bất quá bị Tiểu Thất cự tuyệt, bằng Tiểu Thất lượng ăn, một chút như vậy cơm thế nào đủ ăn. Ăn nói không chừng đói hơn, nửa đường có người đi nhà cầu, đều từng cái đi, nữ sinh bỏ tới là Mã Tiểu Tiểu đi theo, nam sinh bỏ tới là Tiểu Thất đi theo, thiên đen xuống. Tiểu Thất hai người đi lên võ đài, ánh mắt quét qua sở hữu thầy trò, mà ngồi ở phía dưới thầy trò đều là châu đầu ghé tai, suy đoán Tiểu Thất hai người thân phận ước chừng tại hơn 7 giờ lúc. Lễ đường đại môn đột nhiên mở ra, một trận âm gió thổi vào, Tiểu Thất móc la bàn ra, địa châm nhất chuyển chỉ đại môn, thấy màn này, Tiểu Thất từ tốn nói, tới, Mã Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tiểu Thất đạo, người ở nơi này, quỷ chết đói nếu là muốn chạy, trực tiếp dùng thiên âm cung thu thập ta đi qua ta biết rồi, Tiểu Thất nhảy xuống đài cao, hướng đại môn phương hướng đi tới. Mà Bảo Đảm Vân Phong nắm kiếng bát quái, một mực cùng sau lưng Tiểu Thất, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, đạo, Bảo Đảm sĩ quan cảnh sát ngươi đi theo ta mà. Rất nguy hiểm, Hoa lão nói ngươi là chuyên gia về phương diện này, tại sao có thể có nguy hiểm, nghe nói như vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai.
Chuyên gia cũng không ngoại lệ, ngươi cũng không cần đi theo ta tốt, thật ta cũng không lừa ngươi, nếu là thật ra nguy hiểm, cũng không thời gian bảo vệ ngươi, nghe vậy. Bảo đảm Vân Phong dừng bước, đưa mắt nhìn Tiểu Thất đi tới cửa, Tiểu Thất đứng ở đại môn bên cạnh, che giấu khí tức toàn thân, nhìn bả vai bảo bảo, tiểu tử nhanh lên một chút thu liễm khí tức. Không nên để cho quỷ chết đói phát hiện, ồ, bảo bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, đem trên người tàn mát ra âm khí vừa thu lại, Tiểu Thất nhất thời cảm giác không ra bảo bảo ở nơi nào. Âm phong thổi vào lễ đường, ngồi ở phía sau học sinh không ngừng giúp thân thể, rất nhiều đều hướng trước mặt rời, vài chục phút âm phong không tiêu tan. Nhưng không có phát hiện quỷ chết đói thân ảnh, Tiểu Thất nhướng mày một cái, chẳng lẽ hắn đã sớm biết chính mình ở chỗ này chờ rồi hả? Tựu tại lúc này, bảo bảo đột nhiên hô to một tiếng, ca ca. Phía sau ngươi, Tiểu Thất mạnh mẽ xoay người, định thần nhìn lại, một cái cả người bẩn thỉu, tràn đầy vết máu, gầy trơ cả xương nam tử dựa vào ở trên vách tường. Một mặt cười quái dị đang nhìn mình. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 569, Dương cung bắn quỷ tám càng Tiểu Thất ánh mắt híp lại, trước mắt là quỷ chết đói không thể nghi ngờ, nhìn xuống đi, phát hiện hắn mất một cái chân. Thật là người tàn tật, quả thật như phỏng đoán như vậy, nếu đúng như là tên lường gạt, đối với xã hội cũng sẽ không có lớn như vậy oán khí. Quỷ chết đói nhìn chăm chú Tiểu Thất không sai biệt lắm một phút, ngay sau đó từ tốn nói, ta chờ ngươi đã lâu, ồ, ngươi chờ ta, Tiểu Thất lông mày nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc. Quỷ chết đói phách lối cười một tiếng, đêm qua ngươi cho ta một trưởng, ta nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hôm nay, sẽ trả cho ngươi, ngươi được sao, dứt lời, Tiểu Thất nghiêng người mà lên. Kiếm chỉ nổ bắn ra mà ra, quỷ chết đói nghiễm nhiên là lệ quỷ, lại thực lực không thấp, linh xảo tránh Tiểu Thất đả kích, sau đó phát động phản công, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Trở tay bắt lại quỷ chết đói cánh tay, đi phía trước đưa tới, cái tay còn lại trực tiếp bóp quỷ chết đói cổ, cách đó không xa bảo đảm Vân Phong thấy Tiểu Thất tại xó xỉnh đùa bỡn lên. Biết rõ hung thủ giết người tới, để cho một đám giáo sư cùng cảnh sát đem lễ đường học sinh giải tán, quỷ chết đói bị Tiểu Thất bóp cổ, lại không có một chút sợ hãi. Nhếch miệng lên một vệt tà ác nụ cười, thấy vậy, Tiểu Thất nhướng mày một cái, quỷ chết đói cười tà, để cho Tiểu Thất có loại dự cảm không tốt, đột nhiên. Quỷ chết đói theo Tiểu Thất trong tay biến mất không thấy gì nữa, trong lễ đường, vang lên hắn kia tà ác tiếng cười, sau khi nghe lưng lạnh cả người, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Kẹp ra một đạo linh phù thần chú vừa rơi xuống, đem linh phù quăng ra ngoài, cất giấu quỷ chết đói hiện hình, long tuyền ra khỏi vỏ, Tiểu Thất chạy như bay, quỷ chết đói có chút giật mình. Lại bị Tiểu Thất phát hiện, nghĩ tại ta dưới mí mắt trốn, chịu chết đi, màu tím kiếm hoa gào thét mà đi, quỷ chết đói thật nhanh né tránh, vậy mà đem kiếm hoa toàn bộ né tránh, lúc này. Mã Tiểu Tiểu cũng tới đến Tiểu Thất bên người, nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Thất có muốn hay không ta hỗ trợ, nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, không dùng, chính ta có thể đối phó. Ngươi giúp ta trông coi một điểm, không nên để cho quỷ chết đói chạy là được, Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng, có ta ở đây ngươi yên tâm, nàng đem Thiên Âm Cung đưa cho Tiểu Thất. Sau đó liền đi tới lớn giữ cửa, Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đến thật là một cái hiền nội trợ, ánh mắt rơi vào quỷ chết đói trên người, Tiểu Thất cười lạnh nói. Giết nhiều người như vậy. Hôm nay cũng nên kết thúc, ha ha, ta nói rồi ngươi giết không được ta, một cái quỷ phách lối đến ngươi mức này, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là phách lối nữa một điểm, còn muốn chúng ta làm gì, Tiểu Thất vọt mạnh mà ra, long tuyền kiếm chém bổ xuống, quỷ chết đói hướng bên trái chợt lóe, rất là linh xảo tránh. Tiểu Thất tay trái kẹp ra một đạo linh phù quăng ra ngoài, quỷ chết đói hoàn toàn không xem ra gì, vậy mà đưa tay muốn ngăn trở linh phù tìm chết, thủ quyết biến đổi, linh phù lóe lên ánh bạc.
Lôi điện nhất thời đem quỷ chết đói quấn quanh, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại lễ đường bay đi, Tiểu Thất gần hơn một bước, Long Tuyền kiếm huy động liên tục mấy cái. Đem quỷ chết đói cánh tay chém xuống trên mặt đất, quỷ chết đói cái tay còn lại cánh tay chụp tới, đem cụt tay bắt lại, nhấn ở trên bả vai, cánh tay đón về, hắn hoạt động một chút. Không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại a, ta cũng rất tò mò, ngươi giết 7-8 người, tu vi hẳn không khả năng cao như vậy mới là nha, quỷ chết đói phách lối cười một tiếng. Cặp mắt trợn mắt nhìn Tiểu Thất, hét lớn, ta cho ngươi biết, ta đã từng đào qua người khác mộ phần, ăn qua người chết thịt. Nghe được quỷ chết đói tiếng gầm gừ, Tiểu Thất biết. Người sống ăn vượt qua 3 ngày người chết thịt, trên người sẽ phát ra tử khí một khi đem lục phủ ngũ tạng ăn mòn, tiếp theo biến thành hoạt tử nhân, hoạt tử nhân. Cái này chết đói quỷ thi thể ở nơi nào? Không biết có hay không hòa táng, này cũng khó trách quỷ chết đói tại sao phải ghé vào người sống trên người, đem người sống sờ sờ cắn chết. Không chỉ có thể báo thù, hơn nữa, có khả năng dư vị ăn thịt người loại khoái cảm kia thật đặc biệt tà ác, thật đáng chết, lục phủ ngũ tạng bị tử khí ăn mòn, người chết sau đó. Sẽ biến chuyển thành quỷ khí, có thể cho tu vi gia tăng, cũng không biết quỷ chết đói khi còn sống ăn qua bao nhiêu người chết thịt tu vi mới có thể lợi hại như vậy, người chết là lớn. Hắn vậy mà đi đào người ta mộ phần, không giết đều có lỗi với đó chút ít bị đào mộ phần người chết, móc ra một quả đồng tiền, nhấn tại Long Tuyền kiếm chui trong lõm, tung người một cái. Long Tuyền kiếm vung chém mà đi, kiếm quang gào thét mà qua, đem bàn ghế đều là xé rách, quỷ chết đói không ngừng lùi lại, tựa hồ là cố ý tiêu hao Tiểu Thất thực lực, 4 phần kiếm quyết. Cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở Long Tuyền kiếm thân, thủ ấn biến đổi, thân kiếm tản ra khiếp người xích mang, chém, một kiếm hạ xuống, màu đỏ phong mang gào thét mà đi. Đem quỷ chết đói trước người bàn ghế chém thành 2 khúc, kiếm quang nhưng là không có chút nào dừng lại, đánh vào quỷ chết đói trên người, Tiểu Thất chạy như bay. Long Tuyền kiếm tàn nhẫn cắm xuống, a kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo quỷ chết đói trong miệng truyền ra, sau đó, trong miệng hắn bắt đầu không ngừng mạo hiểm hắc khí. Hắc khí rất mau đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ, mê muội Tiểu Thất tầm mắt, Tiểu Thất xua tan hắc khí, phát hiện quỷ chết đói đã không biết tung tích, ngẩng đầu quét nhìn một vòng. Quỷ chết đói bị thương chạy không xa, đột nhiên, nhận ra được ngay phía trước có âm khí ba động, rung cổ tay, Long Tuyền kiếm nổ bắn ra mà ra, quỷ chết đói thân hình xuất hiện. Hắn hét lớn một tiếng, bảo kiếm không có, nhìn ngươi làm sao bây giờ, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, ám đạo, không có Long Tuyền kiếm ta, mới là lợi hại nhất, đi lên thất tinh bộ nghênh đón. Cùng quỷ chết đói ngạnh bính một chiêu, dấu tay biến đổi, sát quỷ lệnh thi triển mà ra, sát quỷ lệnh ra, vạn quỷ hàng phục, vô luận thật lợi hại quỷ vật. Đối với Mao Sơn sát quỷ lệnh cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi, phá sát lệnh, một chiêu hạ xuống một chiêu khác vội vàng tiếp nối, Tiểu Thất dùng cả hai tay. Đánh quỷ chết đói ứng phó không kịp, lúc này, Tiểu Thất tìm tới một cái chỗ trống, kiếm chỉ mạnh mẽ chỉ ra, chu ma lệnh, diệt, quỷ chết đói bàn tay bụng lấy bộ ngực mình, hắn cúi đầu vừa nhìn. Thấy bộ ngực mình bên trong hồng quang tràn ra, chính xé rách thân thể của mình, một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau, tại toàn thân du đãng, phanh một tiếng. Quỷ chết đói thân thể nổ tung, vậy mà biến thành 10 đạo hư ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, ha ha, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta, Tiểu Thất ánh mắt híp lại. Quỷ chết đói thật là có chút tài năng, bị phá sát lệnh cùng chu ma lệnh đánh trúng, lại còn không có hồn phi phách tán, xem ra không phải ăn người chết thịt đơn giản như vậy. Chỉ riêng ăn người chết thịt, còn tới không được loại trình độ này, rốt cuộc là ai giúp rồi hắn, ba hồn bảy vía tách ra thực lực nhất định hạ xuống, nhưng chỉ cần có một đạo chạy mất.
chính là một cái rất lớn tai họa ngầm, cần phải nhất cử diệt. Tiểu Thất nhìn quỷ chết đói cười lạnh một tiếng, theo trong túi sách xuất ra Thiên Âm Cung, Tử Tố nói. Được đến cái thanh này cung tên, còn không có dùng để đối phó qua quỷ, hôm nay liền lấy ngươi thử cung. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Thất kéo ra Thiên Âm Cung, linh lực hội tụ thành mũi tên. Một nhánh, hai cái, năm chi, bảy chi, mười chi, Tiểu Thất vậy mà duy nhất ngừng tụ 10 mũi tên tên, này 10 mũi tên tên cơ hồ tiêu hao hắn sở hữu linh lực. Cũng may không phải một mình hắn, loại trừ Mã Tiểu Tiểu, trên bả vai còn ngồi lấy một cái tiểu tử, 10 mũi tên tên lúc xuất hiện, quỷ chết đói ánh mắt đông lại một cái. Hắn cảm giác mình bị tập trung rồi, một cỗ vô cùng dự cảm không tốt theo sâu trong linh hồn toát ra, sợ kéo dây cung buông tay ra, âm thanh xé gió, mũi tên nổ bắn ra mà ra thấy màn này. Quỷ chết đói vô cùng kinh hãi, ba hồn bảy vía phân tán thoát đi, thế nhưng, Tiểu Thất trong tay nhưng là Thiên Âm Cung. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 570, tam vĩ rắn một cửu càng quỷ chết đói ba hồn bảy vía chạy tứ phía, nhưng bảy phách không có độc lập ý thức trước, vĩnh viễn là đi theo tam hồn. 10 mũi tên tên chính xác không có lầm bắn trúng quỷ chết đói ba hồn bảy vía, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ chết đói toàn thân bị chu tước thần hỏa quấn quanh, vô tình thiêu hủy. Chu tước hỏa diễm, dưỡng hồn công hiệu không tầm thường, nhưng lực sát thương càng là kinh khủng, thiêu thiên địa, có thể không phải chỉ là nói suông, thần hỏa tan hết. Quỷ chết đói ba hồn bảy vía cũng bị thiêu đến một điểm không dư thừa, Tiểu Thất bẻ bẻ cổ, sự tình rốt cuộc giải quyết, thu cất Thiên Âm Cung cùng Long Tuyền kiếm, đi tới cửa lớn, nhẹ giọng nói. Chúng ta trở về đi thôi, được rồi, Tiểu Thất gật đầu một cái, được rồi, bất quá này quỷ chết đói thực lực có chút ngoài dự liệu, hắn nói mình ăn qua người chết thịt. Nhưng là sẽ không lợi hại nhiều như vậy, nhìn đến bám dai như đỉa quỷ kiểm bà lại đi ra, làm sao ngươi biết là quỷ kiểm bà, loại trừ quỷ kiểm bà cùng chúng ta đối nghịch ở ngoài. Ta thật sự không nhớ nổi còn có ai rồi, Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng, Tiểu Thất người đều sắp bị cừu hận che đậy cặp mắt, quỷ kiểm bà mặc dù lợi hại. Nhưng không có khả năng đem một cái đầu bảy còn không có qua quỷ trở nên lợi hại như vậy chứ, ngươi nói cũng đúng, cũng không là quỷ kiểm bà thì là ai. Lục sử hoặc là chủ nhân hắn, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, Mã Tiểu Tiểu gật đầu một cái, khả năng lớn nhất chính là lục sử, nếu đúng như là lục sử thật đúng là không dễ làm. Chúng ta đang chuẩn bị đi thu thập làng du lịch hồ nước quỷ vật, nếu là lục sử chặn ngang một tay, đến lúc đó không tốt thu chàng A, nghe nói như vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, lục sử trước đây không lâu mới bị Hiên Viên Mị đả thương, không có khả năng nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, mặc dù có người đến làm loạn. Cũng chỉ có thể là Hậu Khanh hoặc là Doanh Câu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không thể ở chỗ này lật thuyền rồi, chúng ta đi về trước đi, ra lễ đường đi không tới trăm bước, bảo đảm Vân Phong đột nhiên theo hành lang nhảy ra ngoài, Tiểu Thất bàn tay lộ ra. Trực tiếp nhấn ở bộ ngực hắn lên, vừa muốn dùng sức mới nhìn rõ hắn mặt mũi, Tiểu Thất thu về bàn tay, Tử Tốn nói, bảo đảm sĩ quan cảnh sát, ngươi làm gì vậy đây, bảo đảm Vân Phong đạo. Không việc gì, ta ở nơi này chờ các ngươi, đúng rồi, sự tình xử lý xong không có, được rồi, hung thủ đã giết chết nghe vậy, bảo đảm Vân Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng hắn treo tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất, đây nếu là tiếp tục người chết thêm không phá được án kiện, hắn cái này đội hình sự dài cũng làm đến cuối, cảm ơn các ngươi. Này nếu là không có các ngươi, còn không biết lúc nào có khả năng giải quyết, Tiểu Thất khoát tay một cái, đạo, không việc gì, chúng ta nên làm, bảo đảm sĩ quan cảnh sát. Nên đem ta kiếng bát quái đưa ta đi, đúng, đối với, bảo đảm Vân Phong đem kiếng bát quái lấy ra, trả lại cho Tiểu Thất, xuống lầu dưới lên xe cảnh sát.
Bảo đảm Vân Phong rất xứng chức đem Tiểu Thất hai người đưa về biệt thự, đến biệt thự, phát hiện Tỉnh Chiêng cùng Doãn Mẫn Tuệ đều ở trên ghế salon ngồi lấy. Hai người thấy Tiểu Thất hai người đi tới, vội vàng hỏi, Tiểu Thất, sự tình thế nào? Tiểu Thất cười một tiếng, Tuệ tỷ cứ như vậy không tin năng lực ta, không phải. Còn không phải là bởi vì Tiểu Nguyệt ở trường học ta tương đối lo lắng, Doãn Mẫn Tuệ ngượng ngùng cười một tiếng, không sao, quỷ chết đói đã hồn phi phách tán, không sao là tốt rồi. Bây giờ thế giới này chính cổ quái, bọn họ học sinh cũng bất quá là bị tên lường gạt lừa gạt, lúc này mới không thể tin được, không nghĩ đến nhìn như nho nhỏ một chuyện. Vậy mà thiếu chút nữa mất mạng, xem ra sau này làm chuyện gì đều phải cẩn thận một chút, nghe được Doãn Mẫn Tuệ than thở, Tiểu Thất cười nói, Tuệ tỷ cũng sợ, thật ra thì không có gì lớn. Chỉ cần không vi phạm chính mình bản tâm là được, Tiểu Thất nói đúng, làm việc không vi phạm chính mình bản tâm, Tỉnh Chiêng phụ họa nói, Doãn Mẫn Tuệ gật đầu một cái, Tiểu Thất. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi về trước, đúng rồi, Tuệ tỷ ngày mai chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như có chuyện gọi điện thoại cho ta. Không nên tới nơi này đợi không rồi, tốt ta biết rồi, đợi Tỉnh Chiêng bọn họ sau khi rời đi, Tiểu Thất quét nhìn một vòng, đạo, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút rồi. Ngày mai sẽ đi làng du lịch, đem sự tình giải quyết hết, Tiểu Sư Điệt, Đông Giai Minh đó đi nơi nào, nên xuất hiện sẽ xuất hiện, ngươi cũng không cần lo lắng hắn, bằng thực lực của hắn. Trên đời này có thể cùng hắn một mình đấu hơn nữa giết hắn đi người cũng không bao nhiêu. Ngươi tại sao cứ như vậy có tự tin đây, Tiểu Thất cười một tiếng, không có tự tin liền thua một nửa, nói xong, Tiểu Thất liền lên lầu ngủ, một đêm yên lặng, ngày kế hơn 8 giờ sáng. Mọi người đang phòng khách thương lượng một chút, làng du lịch khoảng cách biệt thự vẫn còn có chút khoảng cách, cho nên sớm một chút đi vậy có thể về sớm một chút, ra trong biệt thự xe. Thu thập làng du lịch quỷ quái đi rồi, Tiểu Thất giao phó, để cho mấy người đều cẩn thận một chút, không chỉ có phải đề phòng Đỗ Ngọc Quân. Cũng phải phòng ngừa Hậu Khanh đám người từ phía sau lưng đánh lén, đặc biệt là tại mấy người thu thập quỷ vật sau đó, đoạn thời gian đó muốn vạn phần cẩn thận, hy vọng là chính mình buồn lo vô cớ. Đến làng du lịch, đi tới trận pháp vị trí chỗ ở, trận pháp vị trí rất khéo léo, vừa lúc ở hai cái hồ nước nước chảy liên hệ địa phương, kiểm tra cẩn thận một hồi, trận pháp đúng là đạo gia. Bất quá, đến tột cùng là trận pháp gì nhưng là không nhìn ra mà nói, thì không phải là Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn trận pháp, mặc dù không là Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn. Nhưng phá trận pháp vẫn là không có bao lớn độ khó, tìm tới tâm trận sau, Tiểu Thất nghiêng Tiểu Lục, đạo, nha đầu, đi quỷ phủ kêu Đỗ Ngọc Quân đi ra, ân ân, Tiểu Sư Điệt. Đông Giai Minh đó đây, Chu Giai Hào nghi hoặc vấn đạo, Tiểu Thất đứng thẳng người, chỉ cách đó không xa kia tòa bỏ hoang biệt thự, đạo, hắn sẽ ở đó bên trong biệt thự. Vẫn không có rời đi, làm sao ngươi biết, ta đoán, Chu Giai Hào một đầu hắc tuyến, trắng Tiểu Thất liếc mắt, sau đó đi tới giới sắc hòa thượng bên người hỏi cùng một cái vấn đề. Giới sắc hòa thượng câu trả lời cùng Tiểu Thất như ra vừa rút lui, cũng bị Chu Giai Hào liếc một cái, không bao lâu Tiểu Lục đem Đỗ Ngọc Quân tìm tới, tại nàng loại tu vi này quỷ nhãn chung. Ban ngày cùng ban đêm không có bao nhiêu khác biệt, nàng nhìn Tiểu Thất hỏi, xin hỏi Pháp Sư dự định thế nào đối phó trong hồ quỷ quái, đơn đả độc đấu có được hay không, người đối phó một cái. Tiểu nha đầu đối phó một cái, người thiếu niên kia đối phó một cái, còn lại một cái chúng ta tới đối phó, Tiểu Thất đạo, Pháp Sư, không phải ta xem thường ngươi. Cho dù các ngươi nhiều người như vậy liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không thắng, Tiểu Thất nhún vai một cái, không có đánh làm sao biết, Tiểu Lục ngươi đi đem Đông Giai Minh tìm đến. Ta muốn phá vỡ trận pháp, Tiểu Thất ngồi xổm người xuống, nhận lấy Chu Giai Hào trong tay máu chó mực, sắp tối máu chó rót vào tâm trận địa phương, một hồi Tiểu Thất đứng dậy.
nhìn Chu Giai Hào bọn họ hỏi, đúng rồi, tiểu sư thúc ta một mực quên hỏi ngươi, đại hắc ở nơi nào, đại hắc ngươi nói thế nào cái chó mực lớn, không sai, Chu Giai Hào khoát tay một cái. Đừng nói nữa, lần trước ta để cho cái kia Hồ Cảnh Quan hỗ trợ gửi vận chuyển đi đến Kinh Thành, có thể hắn sống chết không lên xe ta cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu hắn tại Tây Xuyên. Nhờ cậy Hồ Cảnh Quan nhiều chiếu cố một chút, vẫn còn Tây Xuyên, ta còn tưởng rằng ngươi đem đại hắc vứt bỏ thôi đi, đều đã thành tinh, làm sao có thể làm mất tiểu thất gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó tái máy tâm trận, đem Chu Sa Hùng Hoàng đều đổ vào, sau đó hỏi Chu Giai Hào muốn nguyên dương nước, ai biết người này vậy mà chưa chuẩn bị xong, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã. Chỉ cách đó không xa rừng cây nhỏ, để cho hắn nhanh đi chuẩn bị, mấy phút sau, hắn xách một cái bình nước tử tới, tiểu thất cũng lười đụng, để cho hắn đem nguyên dương nước rót vào tâm trận. Có thể, đều lui sau một ít trận pháp muốn phá. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 571, tam vĩ rắn 20 chương trong mắt trận truyền ra huyên thuyên thanh âm, tiểu thất nhướng mày một cái, tại sao có thể có loại thanh âm này, chẳng lẽ sai lầm, oanh. Đột nhiên sau lưng bình tĩnh hồ nước nổ tung, mấy đạo cột nước phóng lên cao, một cỗ nồng nặc xác thối vị truyền tới, tiểu thất đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng cỗ xương nước giữa nát không chịu nổi thi thể, theo đáy nước lơ lửng đi lên, thoáng qua ở giữa, đem mặt hồ chiếm hết, những thi thể này trang phục khác nhau, có cổ đại, dân quốc. Còn có hiện đại, Hoa Thanh bọn họ trợn to hai mắt, khiếp sợ vạn phần, này đặc biệt giết bao nhiêu người à, ít nhất có mấy ngàn người đi, tiểu thất hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hoa lão. Người xem sai lầm rồi, không ngừng mấy người như vậy, bây giờ thấy chẳng qua là tầng thứ nhất mà thôi, tại những thi thể này phía dưới, không biết còn có bao nhiêu tầng, tê, vạn nhân khanh. Lúc này, Đỗ Ngọc Quân nói, cái hồ này đã tồn tại 8-900 năm, ta chết xuống sau đó, mỗi trong một năm quỷ quái cũng sẽ đi ra bắt đi mấy chục người. Coi một cái phải có mấy vạn người thi thể, đáng chết, cũng không biết địa phủ làm ăn thế nào, nơi này có lớn như vậy gieo họa, vậy mà lưu đến bây giờ, giới sắc hòa thượng trầm giọng nói. Xác thực đáng chết, bình tĩnh mặt hồ nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt thi thể, làm người sau lưng lạnh cả người, đồng thời, trong lòng sát ý ác liệt ước chừng qua 4-5 phút. Bình tĩnh mặt hồ vén lên gợn sóng, nước hồ tụ thật giống bị đốt lên bình thường không ngừng quay cuồng nổi bọt trong lúc bất chợt. Một đạo bàng đại hắc sắc bóng dáng theo thi thể răng đầy trong hồ chui ra, nước văng khắp nơi, tiểu thất bọn họ định thần nhìn lại, trong hồ gian, một viên to lớn đầu rắn xuất hiện. Tiểu thất nhướng mày một cái, nhìn về phía Đỗ Ngọc Quân, nàng lắc đầu một cái, biểu thị đầu này đại xà màu đen không phải giữa hồ quỷ quái, xác thực đầu này đại xà không phải quỷ quái. Là thủy quái, Hoa Thanh nuốt nước miếng một cái, đạo, lại phải đối phó đại xà a, đặc biệt thế nào những thứ này rắn đều cùng đánh kích thích tố giống nhau. Lớn như vậy, tiểu thất nhìn chằm chằm đại xà nhìn một hồi, đạo, đầu này đại xà thực lực không coi là mạnh bao nhiêu, chúng ta một người trong đó cũng có thể đối phó. Cái khác vẫn là dựa theo lúc trước phân như vậy đi làm, Vương tiểu tử, ngươi xác định không có nói sai, Hoa Thanh nghi hoặc vấn đạo, nói sai gì đó, Hoa Thanh chỉ chính mình. Trần thần còn có hắn đồ tử đồ tôn, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, điểm qua Chu Giai Hào bọn họ thân ảnh, đạo ta nói là chúng ta, không phải là các ngươi, ai yêu, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho chúng ta đơn độc đối mặt đầu này đại xà, vốn là hù dọa gần chết nếu là đối phó hắn. Phòng trừng liền vũ khí đều cầm không vững, tiểu thất khinh bỉ nhìn Hoa Thanh liếc mắt, trong đầu nghĩ không nghĩ đối phó đại xà thì cứ nói, tìm loại vết thương này tự ái lý do làm gì. Tự tại lúc này, tiểu lục đem Đông Giai Minh tìm tới, hắn vẫn như vậy phong cách, áo da quần da còn mang một cái kính râm, hắn không có hỏi, bởi vì hắn biết rõ mình nên làm cái gì, đột nhiên.
giữa hồ một mực chờ mấy người đại xà di chuyển, hắn thật nhanh bơi tới, mở ra miệng to như chậu máu hướng mọi người cắn đi xuống, tránh tanh hôi miệng rắn, Tiểu Thất hô, hòa thượng. Xà yêu liền giao cho ngươi, yên tâm đi, giới sắc hòa thượng hét lớn một tiếng, trong tay hàng yêu bát ném ra ngoài, một luồng kim quang bắn ra, đem đại xà màu đen bao lại. Đại xà màu đen ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, trực tiếp theo giữa hồ vọt lên, đụng vào hàng yêu bát bên trên, Tiểu Thất bọn họ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đại xà màu đen. Đặc biệt lại có ba cái đuôi, ba viên đầu rắn không hiếm lạ, có thể rời ạ, ba cái đuôi tính chuyện kia, đại xà màu đen ba cái đuôi rắn cuốn lên giữa hồ xác thối, dùng sức quăng tới, Tiểu Lục. Người xuất thủ, tốc độ đem đại xà tiêu diệt, nghe được Tiểu Thất mà nói, Tiểu Lục theo bên người mọi người né qua, xuất hiện ở giới sắc hòa thượng bên người, tay nhỏ một phen. Một cổ cường đại khí thế hướng đại xà màu đen trùm tới, oanh, đại xà màu đen trực tiếp bị đập vào trong hồ, máu rắn nhiễm đỏ màu xám nước hồ, hắn há to mồm tê thanh một tiếng. Đuôi rắn quăng tới, Tiểu Lục tay nhỏ bắt lại đuôi rắn, lực lượng bùng nổ đem đại xà đập xuống đất, bạo lực a, đại xà tại ven hồ co rúm, không ngừng phát ra tê thanh. Tiểu Lục khóe miệng dương lên, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở đại xà màu đen trên đầu, lật tay một chưởng, đem đại xà màu đen đầu đánh nát bét, có thể quỷ dị một màn xuất hiện. Đại xà màu đen ba cái đuôi, vào thời khắc này vậy mà biến thành đầu rắn, mà bị đập nát bét đầu rắn nhưng là lặng lẽ ở giữa thành đuôi rắn, hoa thanh xoa xoa chính mình ánh mắt. Không thể tin được kêu lên một tiếng, quái thú. Ba viên đầu rắn thì như thế nào, vẫn không có một điểm chống đỡ lực, ba dưới trưởng đi, ba viên đầu rắn cũng biến thành nát bét, hoa thanh bĩu môi nói. Ta biết cái tiểu nha đầu này là thân phận gì, nàng nhất định là ăn chaman chuyển thế, Tiểu Thất bọn họ nghe nói như vậy, một đầu hắc tuyến. Vốn đang cho là hoa thanh có thể nói ra gì đó làm người ta giật mình mà nói ra lời nhưng là làm người ta giật mình, nhưng càng thêm không nói gì, một trường tiếp lấy một trường. Đại xà màu đen hoàn toàn biến thành thịt nát, bất quá, lần này Tiểu Thất bọn họ cũng không có muốn ăn canh rắn xung động, đầu này đại xà không biết bị những thi thủy này ngâm mấy trăm năm rồi. So với nhà cầu giỏi bọ còn muốn buồn nôn, mọi người ở đây nhìn Tiểu Lục chụp đại xà thời điểm, một viên đầu theo số đông chết nhiều thi ở giữa dò xét đi ra quan sát tình huống. Đông Giai Minh thân hình mạnh mẽ chuyển, hướng đầu lộ ra tới phương chính là một trường, oanh một tiếng, những thứ kia xác thối nổ lên, tản mát ra nôn mửa mùi. Tiểu Thất mọi người cũng quay đầu nhìn lại, không có phát hiện dị thường gì tình huống, lúc này, Đông Giai Minh từ tốn nói, trong hồ quỷ, mới vừa rồi thò đầu ra tới kiểm tra tình huống tới. Bây giờ lại trốn vào rồi, nghe nói như vậy, Tiểu Thất tiến lên một bước, quát lên, các ngươi cũng không phải bình thường quỷ quái, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, cút nhanh lên đi ra. Cùng chúng ta công minh chính đại đánh một trận, vừa dứt lời, một trận chói tai châm biếm âm thanh truyền tới, ngay sau đó bình tĩnh mặt hồ lại niệm gợn sóng. Hai đạo cơ hồ giống nhau như đúc quỷ ảnh từ bên trong chui ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hai đạo quỷ ảnh nhìn Đỗ Ngọc Quân lạnh lùng nói, Đỗ Ngọc Quân. Chúng ta không có tìm ngươi làm phiền, ngươi ngược lại tìm người tới đối phó chúng ta rồi, Đỗ Ngọc Quân giễu cợt cười một tiếng, các ngươi sai lầm rồi, bọn họ không phải ta tìm đến. Ngược lại là bọn họ tìm ta hỗ trợ đối phó các ngươi, há thật sao, hai đạo quỷ ảnh ánh mắt rơi vào Tiểu Thất trên người mấy người, thập phần bình tĩnh, bất quá. Khi thấy Đông Giai Minh cùng Tiểu Lục lúc con người co rụt lại, không nghĩ đến nữ bạt tộc nhân đều tới, thật là để mắt chúng ta, Đông Giai Minh nhướng mày một cái. Các ngươi vậy mà biết rõ ta là nữ bạt tộc nhân, ha ha, hơn 1000 năm trước, chúng ta nhưng là cùng nữ bạt tộc nhân đã giao thủ, bất quá, không phải ngươi, ai, nhắc tới cũng là xấu hổ. Chúng ta tứ huynh đệ liên thủ cũng chỉ đả thương cái kia nữ bạt tộc nhân, vậy mà không có thể giết hắn đi, thật là tiếc nuối, hai đạo quỷ ảnh tiếc nuối nói.
Bọn họ tự hồ là cố ý muốn chọc giận Đông Giai Minh, người sau cũng xác thực bị lừa, Đông Giai Minh nổi giận gầm lên một tiếng, tìm chết, thân hình né qua. Trực tiếp xuất hiện tại hai cái quỷ bên cạnh, cùng bọn họ nộp lên tay, Tiểu Thất nhìn một cái, đạo, nha đầu, đi hỗ trợ Tiểu Lục liên thủ với Đông Giai Minh, đem hai cái quỷ chế trụ. Tiểu Thất nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói, tổng cộng 4 con quỷ, còn có 2 cái chạy đi nơi nào, chúng ta ở chỗ này. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 572, Thi Vương Phong 111 càng tiếng cười đùa từ phía sau lưng vang lên, xoay người vừa nhìn, hai đạo quỷ ảnh theo trong hồ từ từ chui ra. Này hai cái quỷ vừa ra tới, liền trêu đùa Đỗ Ngọc Quân mỹ nữ, có nhớ hay không mấy huynh đệ chúng ta à, ta nghĩ các người chết, Đỗ Ngọc Quân sắc mặt băng hàn. Cắn răng nghiến lợi nói, nghe được Đỗ Ngọc Quân mà nói, hai cái quỷ nhất thời mất hứng, hồi lâu, trong đó một cái quỷ nói, Đỗ mỹ nữ. Ngươi chẳng lẽ quên mất cùng chúng ta tứ huynh đệ vui vẻ thời gian sao, các ngươi không đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, người cùng chúng ta tứ huynh đệ một đêm. Đó chính là 400 ngày ân, cái này chuyện hoang đường chính là ngu ngốc cũng biết ý gì, Tiểu Thất mấy người đều khiếp sợ nhìn Đỗ Ngọc Quân, quá phóng túng đi. Đỗ Ngọc Quân chú ý tới Tiểu Thất bọn họ nhìn chính mình ánh mắt, làm khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt bộc phát ra cừu hận ánh sáng, nàng khẽ kêu một tiếng, hôm nay không giết các ngươi. Ta Đỗ Ngọc Quân uổng làm người, a, mưu sát chồng rồi, hai cái quỷ làm bộ làm tịch một kêu, ngay sau đó cười đùa nói, Đỗ mỹ nữ. Ngươi bây giờ cũng không phải là người, làm thịt các ngươi, Đỗ Ngọc Quân bị tức không được, này hai cái quỷ miệng đầy ô ngôn huế ngữ, nàng hai chân đạp một cái, cường đại quỷ khí bạo phát ra. Bàn tay trắng nõn vung lên, quỷ khí hướng hai cái quỷ cuốn mà đi, thấy màn này, Tiểu Thất lại có chút hơi khó, quỷ này nếu là ngây ngô ở giữa không trung không xuống, bằng vào mấy người lực lượng. Rất khó ở giữa không trung bôn ba qua lại, biện pháp ngược lại có, chính là dùng thiên âm cung đối phó bọn chúng, được rồi, sẽ dùng thiên âm cung, chờ đả thương bọn họ. Lại để cho Mã Tiểu Tiểu triệu hoán thần long đi ra, nhất kích tất sát, Tiểu Thất xuất ra thiên âm cung, bắn cung lắp tên, linh lực hội tụ mũi tên nổ bắn ra mà ra. Đỗ Ngọc Quân cảm giác sau lưng truyền tới khí thế, thật nhanh tránh được mũi tên, sau đó một cái quỷ sẽ không vận tốt như vậy, mũi tên trực tiếp theo thân thể của hắn xuyên qua, ồ nha. Thật là đau a, bị mũi tên bắn trúng quỷ trợn mắt nhìn Tiểu Thất mắng to, vương bát đản, lại dám dùng tên bắn ta, ta muốn đi xuống giết ngươi, nghe vậy. Tiểu Thất không có vấn đề nhún vai một cái, vậy ngươi đi xuống nha, ngây ngô ở giữa không trung làm gì, ngươi nghĩ rằng ta ngốc, đi xuống ta chính là đánh 10, nếu ngươi không xuống. Ta cũng chỉ phải dùng tên bắn ngươi, cái kia Đỗ tiểu thư, đem một cái quỷ mang xa một chút đánh, nếu không sẽ ngộ thương ngươi, Đỗ Ngọc Quân nghe được Tiểu Thất mà nói. Bàn tay trắng nõn bắt lại một cái quỷ quần áo, đưa hắn xách tới mấy chục thước nơi địa phương chiến đấu, Tiểu Thất kéo ra thiên âm cung, lại vừa là một mũi tên bắn ra ngoài. Giữa không trung quỷ bị mũi tên đuổi theo chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Tiểu Thất bọn họ là tương đương nghi ngờ, này đặc biệt có bị bệnh không? Liên tiếp bắn ra 4 mũi tên, trong đó 3 cây mũi tên bắn thủng đông nhảy tây chạy trốn cái này quỷ thân thể, mặt khác một mũi tên bị hắn tóm lấy rồi, bất quá mùi vị cũng không chịu nổi. Mũi tên nhưng là mang theo chu tước lực, đốt không chết được ngươi, Tiểu Thất đem thiên âm cung ném cho Chu Giai Hào đạo, tiểu sư thúc ngươi tới. Ta nghỉ ngơi một hồi, Chu Giai Hào hưng phấn nhận lấy thiên âm cung bắn tên, so với hắn lên Tiểu Thất tới điên cuồng hơn nhiều, nói là điên cuồng. Mao Sơn sát quỷ lệnh.
Hắn nghe được Tiểu Thất mà nói, khó chịu cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Mã Tiểu Tiểu, một mặt hèn mọn nói, mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi so với Đỗ Ngọc Quân xinh đẹp hơn. Có muốn hay không đi theo ta ăn ngon mặc đẹp, nghe lời này một cái, Tiểu Thất khí sẽ không đánh một chỗ đến, nghiêng người lên huy kiếm chém tới. Chu Giai Hào hưng phấn nhận lấy Thiên Âm cung bắn tên, so với hắn lên Tiểu Thất tới điên cuồng hơn nhiều, nói là điên cuồng, thật ra thì chính là suy nghĩ không đủ dùng. Biết rất rõ ràng Thiên Âm cung đối với linh lực tiêu hao lớn vô cùng, hết lần này tới lần khác không ngừng bắn cung, trong chốc lát liền mệt mỏi thở hồng hộc. Giới sắc hòa thượng khinh bỉ nhìn hắn một cái, đoạt lấy Thiên Âm cung chơi tiếp, hoa thanh ánh mắt lửa nóng nhìn Thiên Âm cung, hắn cũng muốn chơi đùa thế nhưng liền cung đều kéo không ra. Giữa không trung, con quỷ kia thật sự không chịu nổi, làm giữa không trung, hắn bị bắn mười mấy mũi tên, trên người quỷ khí cũng tiêu tan rất nhiều, hắn từ giữa không trung lung lay đi xuống. Cũng biết cung tên chỉ thích hợp đánh xa, đánh gần hoàn cảnh xấu quá lớn, Tiểu Thất cười nhạt, cái này quỷ thật là cái đần độn, thực lực đã bị Thiên Âm cung tiêu hao rất nhiều, còn dám đi xuống. Mà Tiểu Thất bọn họ chờ chính là cái cơ hội này, xuống, liền không nên nghĩ lại lên ngày, Long Tuyền ra khỏi vỏ, một cái bước dài vọt tới bên cạnh hắn, bảo kiếm chém bổ xuống. Hắn tay không tiếp lấy Long Tuyền kiếm, trở tay một chưởng hướng Tiểu Thất cái bụng đánh tới, Tiểu Thất tay trái nắm chỉ quyết cùng bàn tay hắn ngạnh bính, giới sắc hòa thượng bọn họ cũng lên đến. Đem quỷ vây vào giữa, hắn hô to một tiếng, các ngươi là muốn mười đánh một khi dễ quỷ sao, liền khi dễ ngươi, thế nào? Hắn nghe được Tiểu Thất mà nói, khó chịu cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Mã Tiểu Tiểu, một mặt hèn mọn nói, mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi so với Đỗ Ngọc Quân xinh đẹp hơn. Có muốn hay không đi theo ta ăn ngon mặc đẹp, nghe lời này một cái, Tiểu Thất khí sẽ không đánh một chỗ đến, nghiêng người lên huy kiếm chém tới, ồ, ngươi thế nào nổi giận như vậy? Chẳng lẽ người mỹ nữ này là ngươi phu nhân, cái này quỷ tránh Tiểu Thất đả kích cợt nhả nói, Chu Ma lệnh, Tiểu Thất hét lớn một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm mà đi thẳng đến cái này quỷ tim. Chu Giai Hào bọn họ cũng không có một chút nương tay, từng chiêu đòi mạng, đem cái này quỷ ép liên tục bại lui, hắn cũng không tâm tư nói chuyện, không ngừng tránh né. Giới sắc hòa thượng nắm chỉ quyết, một đóa hoa sen vàng chậm rãi xuất hiện, bàn tay hắn một cái nắm chặt giới sắc hoa sen, trực tiếp nhấn ở quỷ ngực, vật lực không ngừng tan dã này quỷ quỷ khí. Hắn nguyên bản coi như cường đại khí tức qua trong giây lát giảm xuống rất nhiều, thừa thắng truy kích, Hứa Chính Dương phong linh phiến cũng đánh trúng cái này quỷ, dưới tình huống này. Hắn cơ bản không có sức đánh trả, bị Tiểu Thất bọn họ nhấn trên mặt đất đánh tơi bời, đại ca nhị ca cứu ta, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, Long Tuyền kiếm phong phá vỡ ngón tay. Hét lớn một tiếng, diệt hồn lệnh phá, Long Tuyền kiếm phong mang chợt lóe, đi vào cái này quỷ tim, Tiểu Thất không có chút nào lưu tình, cho dù Long Tuyền kiếm đã chạm vào trái tim của hắn. Nhưng vẫn là không an toàn, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm thần chú, một chỉ rơi vào hắn mi tâm, giới sắc hòa thượng bọn họ một trận bạo đập này quỷ thoi thóp nằm trên đất. Hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, hắn mở mắt lẩm bẩm nói, không nghĩ đến ta vậy mà sẽ chết tại mấy đứa trẻ trong tay, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Tiểu Thất xách Long Tuyền kiếm, một cước dẫm ở bộ ngực hắn, lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta tam đệ, ta muốn mạng ngươi, cùng Đông Giai Minh Tiểu Lục đại chiến hai cái quỷ. Đồng thời hét lớn một tiếng, Tiểu Thất quay đầu nhìn liếc mắt, Long Tuyền kiếm trực tiếp đem dưới chân quỷ đầu chém rơi trên mặt đất, đầu vừa rơi xuống, hắn lần này hoàn toàn không cứu. Hét thảm một tiếng sau đó.
hồn phách chậm rãi từ từ tiêu tán, giữa không trung ba cái quỷ, thấy một cái quỷ bị Tiểu Thất mấy người đánh hồn phi phách tán, giận đến cả người phát run. Ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhưng bọn hắn còn không có bị loại này tức giận làm mờ đầu óc, bọn họ biết rõ bây giờ đã không phải là Tiểu Thất đám người đối thủ. Một người trong đó bàn tay vung lên, cường đại quỷ khí cuốn mà xuống, đi vào đỏ nhạt giữa hồ, không chỉ có như thế, người kia trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa hồ là tại tế tự vật gì đó. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nhìn về phía hồ nước, chẳng lẽ trong hồ còn có cái khác đồ chơi hay sao, còn không chờ Tiểu Thất chân chính thấy rõ. Một trận tiếng ông ông tại mọi người bên tai vang lên, định thần nhìn lại, giữa hồ vậy mà bay ra một đại đoàn màu đen ong mật, từng con cái đầu đều có bảo bảo to bằng nắm đấm. Những thứ này ong mật miệng rất lớn, dài sắc bén hàm răng, cánh phơi bầy màu đỏ nhạt, thân thể là thông suốt màu đen, ong mật tại gần một chút, Tiểu Thất rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh. Cũng giật mình, hô lớn, chạy mau, này đặc biệt là thi vương phong, Chu Giai Hào sững sờ, trực tiếp bị giới sắc hòa thượng lôi kéo chạy. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 573, thi vương phong 212 càng giữa không trung ba cái quỷ cười lớn, các ngươi xong rồi, một khi bị thi vương phong chập trung. Chắc chắn phải chết, Tiểu Thất vừa chạy vừa mắt trợn trắng, thật không biết từ nơi nào nghe tới, thi vương phong mặc dù lợi hại, nhưng bị chập trung sẽ không chết người. Chỉ bất quá sẽ chịu chút ít tội, bất quá coi như là chịu tội Tiểu Thất bọn họ cũng không nguyện ý, Hứa huynh, nhanh dùng phong linh phiến nha, nghe được Tiểu Thất tiếng kêu. Hứa Chính Dương vội vàng vỗ phong linh phiến biến thành cổ trùng cùng thi vương phong cắn lấy cùng nhau, tình cảnh tương đương bùng nổ thanh âm kia. Hãy cùng thức ăn xào giống nhau, đùng đùng, đùng đùng, có cổ trùng ngăn trở Tiểu Thất bọn họ rốt cuộc có thể thở phào một cái. Đứng cách thi vương bầy ong 20 mấy mét ra ngoài địa phương, đại khẩu thở hổn hển, Hoa Thanh nhìn một cái rơi xuống đất thi vương phong, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, vương tiểu tử. Thi vương phong là vật gì, thật có kinh khủng như vậy sao, Tiểu Thất đem thở hổn hển chia sẻ rồi, giải thích nói, thi vương phong không phải bình thường ong mật. Bọn họ là hấp thu thi vương thi khí lớn lên, bị chập một hồi, cả người nhột không gì sánh được, làm người không nhịn được đi cào, như vậy một cào. Thi vương phong trong cơ thể thi độc sẽ càng nhanh hơn tiến vào người lục phủ ngũ tạng, bị thi vương phong chập rồi, nếu là không vội vàng chữa trị, không phải biến thành cương thi. Chính là mình tươi sống đem ra cào xuống, Hoa Thanh bọn họ nghe là tê cả da đầu, quả thực quá kinh khủng, Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương liếc mắt đạo. Hứa huynh đối với thi vương phong quen thuộc sao, ngươi tại sao hỏi như vậy, Hứa Chính Dương nghi ngờ nói, bồi dưỡng thi vương phong phương pháp chính là một loại thượng cổ phù thủy. Cũng chính là cổ thuật, các ngươi Miêu Cương thánh tộc chẳng lẽ không có, Hứa Chính Dương lắc đầu một cái, đạo, ngươi nếu đều nói là thượng cổ phù thủy. Chúng ta Miêu Cương thánh tộc hẳn không có, theo ta được biết, Miêu Cương thánh tộc chung, theo thượng cổ lưu truyền tới nay cổ thuật chỉ có 3 loại. Đều cùng thi vương phong không liên quan, rất kỳ quái, ngươi nói này mấy chỉ quỷ đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà biết bồi dưỡng thi vương phong, nghe được Tiểu Thất mà nói. Mọi người cũng là lắc đầu một cái, xác thực rất kỳ quái, này mấy chỉ quỷ tại ngàn năm trước vẫn cùng nữ bạt tộc nhân chiến đấu qua tại mấy người đang khi nói chuyện. Thi vương phong cùng cổ trùng chiến đấu đã tới kết thúc rồi, dương mắt nhìn, đầy đất đều là thi vương phong thi thể, mà cổ trùng nhưng là không có thấy bao nhiêu, Tiểu Thất hít sâu một hơi. Khen ngợi một tiếng, phong linh phiến quả nhiên danh bất hư truyền, đó là đương nhiên, chúng ta Miêu Cương bây giờ rất nhiều cổ trùng đều là phong linh phiến mang bầu mà ra. Coi như Nam Man Vu tộc cũng không nhất định có thể đủ giải quyết, Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng. Nói như vậy các ngươi Miêu Cương thánh tộc so với Nam Man Vu tộc lợi hại, không thể nói so với Nam Man Vu tộc lợi hại, nhưng tuyệt sẽ không thua các nàng.
chung quy Nam Man Vu tộc cũng là theo thượng cổ lưu truyền tới nay, rất nhiều cổ thuật chúng ta cũng phá giải không được. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu một cái, theo ta được biết. Nam Ly Nguyệt cùng Nam Tịch Xúc đều là Thiên Vu hậu nhân, các nàng đối với phù thủy khống chế, khẳng định tương đương lợi hại, không sai. Thiên Vu hậu nhân không chỉ có đối với phù thủy khống chế lợi hại, hơn nữa tu luyện những thứ kia pháp thuật cũng nhanh, đáng sợ nhất đều không phải là những thứ này. Mà là các nàng có thiên nhiên hấp dẫn cổ trùng năng lực, Hứa Chính Dương trầm giọng nói, thật giống như có chuyện như thế, ta lúc trước nghe Nam Tịch Xúc nói qua, Chu Giai Hào gãi đầu một cái. Tiểu sư điệt Nam Tịch Xúc là ai? Nam Man Vu tộc khảo thần bà nhất mạch người, ta một năm trước, tại Minh Viễn thành phố đụng phải, Hoa Thanh bĩu môi, đạo, vương tiểu tử. Không muốn trò chuyện tiếp ngày, nhanh đi hỗ trợ thu thập hết ba cái quỷ, về nhà ngủ. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh liếc mắt, Hoa lão, ngươi mệt mỏi, không phải mệt mỏi. Ta là bị giật mình, nếu là bọn họ lại làm ra một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, còn không biết có thể hay không đối phó đây, cũng phải, đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới lúc trước địa phương. Tiểu Thất hướng về phía giữa không trung ba cái quỷ phất phất tay, bọn họ nhìn đến Tiểu Thất đám người không có chịu một điểm thương, quả thực là kêu la như sấm, đánh lâu như vậy. Tiểu Thất bọn họ cũng nhìn ra cùng Tiểu Lục Đông Giai Minh đại chiến hai cái quỷ thực lực muốn cường rất nhiều, cùng Đỗ Ngọc Quân chiến đấu quỷ thực lực yếu, cho nên ba cái quỷ một mực bị đánh bẹp. Bọn họ cũng không phải trái hồng mềm, muốn thu thập xuống, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng Tiểu Thất bọn họ không chờ nổi, bởi vì một khi trời tối. Bọn họ cũng rất dễ dàng chạy trốn, đến lúc đó đi nơi nào tìm cũng không biết, thừa dịp bây giờ ban ngày sớm chút thu thập này Đỗ Ngọc Quân sợ rằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Vậy mà sẽ là Tiểu Thất đám người trước thu thập hết một cái quỷ, Tiểu Thất kéo ra đại cung, hướng giữa không trung quỷ bắn tới, vẫn là giống nhau kết quả. Đối với Thiên Âm cung bọn họ chưa quen thuộc, cho nên căn bản là không có cách tránh, một mũi tên tiếp lấy một mũi tên, để cho bọn họ là thập phần tức giận cũng tốt, cao hứng cũng được. Dù sao bị mũi tên bắn trúng sau đó, thực lực đều trở nên yếu đi, Tiểu Lục mấy người thu thập càng thêm dễ dàng, Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất chơi đùa rất vui vẻ, cũng muốn cao hứng một hồi. Không nói lời nào trực tiếp theo Tiểu Thất trong tay cướp đi Thiên Âm cung, sau đó giúp Đỗ Ngọc Quân đối phó quỷ, Tiểu Thất tại hắn đầu vỗ một cái, mắng to, ngươi là óc heo sao? Trước giúp bên này, ta liền thích giúp bên này, dựa vào Tiểu Thất trực tiếp không nói gì, hàng này chẳng lẽ lại thích Đỗ Ngọc Quân, không có tà môn như vậy. Thích người rồi coi như xong, nếu là thích quỷ, hắn liền thảm rồi, Trương Nguyên Can sư thúc tổ nhất định phải lăng trì hắn, bị Chu Giai Hào như vậy giúp đỡ một chút. Đỗ Ngọc Quân nhất thời buông lỏng rất nhiều, đả kích cũng càng thêm mãnh liệt, bất quá hàng này cũng mệt mỏi được mệt lả, đầu đầy mồ hôi không ngừng thở hổn hển. Tiểu Thất nhìn một chút tình hình chiến đấu, ngay sau đó nói, Tiểu Tiểu, triệu hoán thần long, giúp Đỗ Ngọc Quân một chuyện, được, Mã Tiểu Tiểu ngắn gọn trả lời một câu, vương tiểu tử. Ngươi không phải là không muốn giúp Đỗ Ngọc Quân sao, nghe vậy, Tiểu Thất chỉ trên đất ngồi lấy Chu Giai Hào, đạo, bị hàng này làm rối loạn chứ. Bây giờ Đỗ Ngọc Quân đối phó con quỷ kia thực lực yếu nhất, chúng ta đương nhiên muốn tìm trái hồng mềm bóp rồi, ngươi thật xảo hoạt, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, đạo. Cái này không kêu rào hoạt, kêu cơ trí, gần, binh, đang khi nói chuyện, Mã Tiểu Tiểu đã bấm chỉ quyết thi triển chín chữ định thần quyết rồi. Tiểu Thất nhìn Đỗ Ngọc Quân hô to một tiếng, Đỗ Tiểu Thư vội vàng tránh, để tránh ngộ thương ngươi, Chu Tà, Mã Tiểu Tiểu Ngọc Trưởng mở ra thần uy thanh long theo bàn tay bay lên trời. Đuôi rồng ngăn lại, hướng quỷ quái bay đi, Đỗ Ngọc Quân sợ hết hồn, vội vàng lắc mình tránh, nàng đối thủ cũng là không ngừng né tránh.
Thần uy Thanh Long là do Mã Tiểu Tiểu làm nguyền rủa khống chế, cho nên, không có đi đuổi theo Đỗ Ngọc Quân, đuổi theo con quỷ kia khắp thế giới chạy, một tiếng rồng gầm. Thần uy Thanh Long trực tiếp tới lạnh thấu tim, bên này hai cái quỷ thấy màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, tứ đệ, đại ca nhị ca, giúp ta báo thù, vừa mới dứt lời. Trực tiếp hồn phi phách tán, mặt khác hai cái quỷ giận dữ, gầm hét lên, là các ngươi buộc chúng ta, hôm nay ta muốn toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, hai cái quỷ như là phát điên xuất thủ. Nhưng mà ngay tại Tiểu Lục bọn họ né tránh thời điểm, bọn họ đột nhiên chui vào giữa hồ Tiểu Thất nhướng mày một cái, bọn họ không phải muốn báo thù sao, chạy thế nào đi vào trốn đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chẳng lẽ này hai cái quỷ là nghĩ như vậy, mặt hồ lâm vào bình tĩnh, Tiểu Thất bọn họ không chỉ có không cách nào tĩnh hạ tâm. Ngược lại có loại dự cảm bất tường, mấy phút sau, nước hồ bắt đầu cuồn cuộn, lần này quay cuồng nước hồ hiện màu đỏ tươi, tản ra một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, một màn này nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 574, thi vương một thập tam càng nước hồ càng đổi càng đỏ, giống như nấu nước giống nhau, không ngừng quay cuồng cuồn cuộn, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Nhìn về phía Đỗ Ngọc Quân, nàng lắc đầu một cái, lúc này, Đông Giai Minh đột nhiên nói, thi, gì đó thi, Tiểu Thất đám người nghi hoặc vấn đạo, Đông Giai Minh nhàn nhạt giải thích. Trong hồ có thi, lúc trước thi vương phong chính là theo trong thi thể bay ra ngoài, kia hai cái quỷ tiến vào trong hồ. Chính là muốn chọc giận thi vương, trong hồ còn có thi vương, Hoa Thanh kêu lên một tiếng, Tiểu Thất bọn họ cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, giữa hồ mặc dù mùi máu tanh 10 phần. Nhưng không có một chút thi khí, cái này rất khác thường, bởi vì thi vương không có khả năng không có thi khí, Đông Giai Minh quét nhìn mấy người liếc mắt đạo. Các ngươi mặc dù hiểu biết không ít, nhưng cùng ta so ra, cũng rất chưa đủ, trong thiên hạ không phải sở hữu thi vương đều có thi khí. Có một loại thi vương cũng chưa có thi khí, gì đó thi vương, Tiểu Thất mấy người hiếu kỳ hỏi, Đông Giai Minh chỉ cuồn cuộn huyết thủy nói, thượng cổ có một loại phù thủy. Có thể bồi dưỡng ra thi vương phong chính là vì hấp thu thi vương thi khí mà tồn tại, thi vương phong hấp thu thi khí sau đó, sẽ chui vào thi vương trong cơ thể sinh hoạt. Bọn họ chất dinh dưỡng, chính là thi vương nội tạng, sau đó, thi vương phong đặc tính sẽ lây thi vương, khi đó thi vương thật ra thì cũng không tính được thi vương rồi. Nửa ong mật nửa thi vương, đó là cái gì quỷ, rốt cuộc là cái quỷ gì, chờ đi ra các ngươi liền hiểu, Đông Giai Minh cười nhạt nói, đang khi nói chuyện. Cuồn cuộn mặt hồ từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Tiểu Thất đám người tâm nhưng là nhấc lên, bị Đông Giai Minh vừa nói như thế, bọn họ đã theo đáy lòng coi trọng hồ nước thi vương. Bởi vì Đông Giai Minh lúc nói chuyện, biểu tình cũng có chút ngưng trọng, đột nhiên, phanh một tiếng, mặt hồ nổ tung, một đạo xấu xí vô cùng thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn giữa không trung đồ vật tất cả mọi người trong lòng hô to, đây là cái quỷ gì, quả nhiên cùng Đông Giai Minh nói giống nhau, nửa phong nửa thi, đầu hoàn toàn chính là thi vương phong đầu. Chẳng qua là loại cực lớn, phía sau dài một đối với màu đỏ nhạt cánh, chậm chạp phe phẩy, mọi người ở đây kinh ngạc lúc hắn kia ong mật miệng đột nhiên mở ra. Hai cái tay cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài, dọa mọi người nhảy một cái, hai cái tay cánh tay bắt lại khẩu khí bên bờ từ từ leo lên, cũng là một cái ong mật đầu, ong mật dưới đầu mặt. Là thân người thể, ngay sau đó lại vừa là một đối với màu đỏ nhạt cánh, trên người dính rất nhiều màu đen đậm chất nhầy, phi thường buồn nôn, Hoa Thanh hắn chăm chú nhìn rồi 2 phút. Bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp khom người nôn mửa liên tục, hắn như vậy vừa phun, trần thần bọn họ cũng đi theo nôn mửa, này đặc biệt là cái gì biến dị phẩm loại. Thật là ác tâm đi, Tiểu Thất một bên lui về phía sau, một bên tại hai bàn tay tâm vẽ lên linh phù, không rõ ràng đồ chơi này đường về, cho nên phải phá lệ cẩn thận.
đối diện giữa không trung đứng hai cái đồ vật, rốt cuộc là ông chúa vẫn là thi vương, thật không biết rõ, Đông Giai Minh chậm rãi nói, đều cẩn thận một chút. Không nên bị đồ chơi này thương tổn đến, bọn họ sau khi thấy máu, thực lực sẽ tăng vọt, cần phải tốc chiến tốc thắng. Không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian, Hoa Thanh chỉ đỏ tươi hồ nước đạo, này ở trong hồ không đều là huyết sao, người có chỗ không biết. Những thứ này huyết đối với cái này hai cái thi vương mà nói, đã biến chất, bọn họ bây giờ yêu cầu mới mẻ huyết dịch. Đây cũng là kia bốn con quỷ hàng năm đều muốn bắt người đến trong hồ nguyên nhân, Đông Giai Minh giải thích nguyên lai là có chuyện như vậy, cái kia Đỗ tiểu thư. Người đến cùng có biết hay không trong hồ có thi vương, Chu Giai Hào đạo, Đỗ Ngọc Quân sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn Chu Giai Hào liếc mắt, nếu là biết rõ giữa hồ có thi vương. Người cảm thấy ta còn sẽ hợp tác với các ngươi, tự mình chuốc lấy cực khổ sao, được rồi. Không cần nói nhảm, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết hết này hai cái thi vương, nói xong. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần Hoa Thanh đám người nói, Hoa lão, các ngươi vội vàng trốn xa một điểm, bây giờ chiến đấu không thích hợp các ngươi, vương tiểu tử ta cũng không sợ chết. Hiện ở thời điểm này đạt được cái gì có thể, các ngươi nếu là không nơi này, chỉ có thể trễ nãi chúng ta đối phó thi vương, mau rời đi, Hoa Thanh đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó mang theo Trần Thần cùng với đồ tử đồ tôn cẩn thận từng ly từng tí hướng phương hướng biệt thự đi tới, bọn họ mỗi đi một bước, giữa không trung thi vương tầm mắt liền di động một tấc. Cát Cao nhìn chằm chằm bọn hắn năm người, bọn họ muốn động thủ. Quả nhiên, Đông Giai Minh vừa dứt lời, giữa không trung hai cái thi vương gào thét một tiếng, bàn tay thành chộp hình, dùng sức kéo một cái, hồ nước đỏ tươi huyết thủy nổ lên. Bốn đạo cột nước xông lên giữa không trung, hai cái thi vương một tay nắm một cây cột máu, tựa hồ là coi là vũ khí, Chu Giai Hào cầm kiếm gỗ đào, nhẹ giọng nói. Tại sao ta cảm giác giống như là tại đối phó người ngoài hành tinh, không cần nói nhảm, Mã Tiểu Tiểu mới vừa trách mắng Chu Giai Hào một câu, hai cái thi vương đồng thời động một cái. Một cái hướng tiểu thất mấy người nhào tới, mặt khác một cái nhưng là hướng Hoa Thanh bọn họ nhào tới, tiểu thất khoát tay, Long Tuyền kiếm bắn tới, thi vương lập khắc lắc mình né tránh. Tiểu thất đi lên thất tinh bộ vọt tới, kinh chập xuất hiện, vạch qua thi vương cái bụng, lần này đối với nó không có tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại để cho thi vương nổi điên lên. Đỏ tươi cột nước càn quét tới, kinh chập vừa đỡ, tiểu thất bị đẩy lui mấy bước, nhưng cột nước tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp quét tiểu thất ngực, như vậy một hồi. Trực tiếp đem tiểu thất quét bay ra ngoài, ngã xuống đất, vương tiểu tử, ngươi không sao chứ, Hoa Thanh chạy mau tới đem tiểu thất đỡ dậy, tiểu thất nhìn chằm chằm thi vương, trầm giọng nói. Các ngươi đi nhanh lên, để ta chặn lại ở thi vương, ngươi cũng không cần cậy mạnh, này thi vương thực lực quá mạnh mẽ, hắn thực lực mạnh ta cũng không phải bùn nặn, đi nhanh lên. Không nên ở chỗ này cản trở rồi, Hoa Thanh khó chịu hừ một tiếng, đem tiểu thất ngã xuống đất một đường chạy chậm đuổi kịp từ lão đầu bốn người, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu này thật đúng là thú vị, Đông Giai Minh cùng Đỗ Ngọc Quân quấn một cái thi vương, tiểu lục còn có giới sắc hòa thượng bọn họ cuốn lấy mặt khác một cái thi vương. Tiểu thất liền ngồi dưới đất xem bọn hắn đánh thi vương thực lực thật không tục, Đông Giai Minh cùng Đỗ Ngọc Quân thực lực coi như là lạ thường. Nhưng là không thể rất nhanh giết thi vương, tiểu thất ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thi vương, hy vọng có thể tìm tới bọn họ nhược điểm, có thể nhìn chòng chọc mấy phút, hoa cả mắt. Còn không có nhìn ra manh mối gì, ngược lại để cho Chu Giai Hào hàng này bất mãn, bảo bảo lắc lắc hai chân, mắt to nhìn Chu Giai Hào đạo, ca ca. Người xem cái kia bại hoại vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Chu Giai Hào, tiểu thất đạo, bảo bảo, ngươi tại sao nói hắn là bại hoại, tiểu tử như có điều suy nghĩ nói.
Hắn mỗi ngày đều khi dễ Bảo Bảo, chính là một cái bại hoại, cho nên ca ca phải giúp Bảo Bảo đánh hắn, ca ca nhất định giúp ngươi đánh hắn, ân ân, một lớn một nhỏ nói chuyện trời đất sao. Chu Giai Hào đi tới Tiểu Thất bên người, khó chịu nói, tiểu sư điệt ngươi như vậy ý tứ, chúng ta ở bên kia bận rộn gần chết. Ngươi vậy mà ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, ai nói ta ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta là đang quan sát Thi Vương nhược điểm, ồ. Vậy ngươi xem ra manh mối gì không có, Tiểu Thất lắc đầu một cái, đạo, phương hướng lớn nhìn không ra. Ngược lại phát hiện một điểm không tốt tin tức, gì đó không tốt tin tức, Tiểu Thất chỉ kích thích đợt sóng hồ nước, trầm giọng nói. Hồ nước huyết khí cũng không có Đông Giai Minh nói như vậy đã hoàn toàn bị hút khô, còn dư lại một ít, cho nên, tại bên cạnh hồ một bên chiến đấu. Chỉ sẽ để cho Thi Vương thực lực mạnh hơn, Chu Giai Hào hô to một tiếng, vậy ngươi tại sao không nói cho bọn hắn biết? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 575, Thi Vương hai Tiểu Thất nhún vai một cái, từ tốn nói cho bọn hắn biết làm gì, nếu là liền điểm này đều không phát hiện được. Về sau còn thế nào đối phó hậu khanh bọn họ chủ nhân, nghe vậy, Chu Giai Hào gật đầu một cái, hắn nhớ tới cái kia không thấy rõ khuôn mặt hắc quần nữ tử, trên người tản mát ra khí thế. Quá kinh người, vậy còn chỉ là thứ bảy phách một trong, có thể tưởng tượng ra, bản thể thực lực mạnh như thế nào, nghĩ tới đây. Chu Giai Hào nhỏ tiếng hỏi, hắc quần nữ tử đó thực lực mạnh bao nhiêu, người nghĩ biết rõ, Chu Giai Hào gật đầu một cái, Tiểu Thất thở dài, đạo, lần trước ta nói. Nàng đã từng đơn độc đi tìm ta, mục tiêu chính là muốn giết chết ta, sau đó Diêm Vương gia cũng tới, hắn nói cho ta biết một ít rất bí mật sự tình, bí mật gì, Chu Giai Hào khao khát hỏi. Nói hết rồi là bí mật, ta còn có thể nói cho ngươi biết sao, Chu Giai Hào bĩu môi, kéo lý do gì, không muốn nói rồi coi như xong, được rồi, ta cho ngươi biết là được. Diêm Vương gia nói cho ta biết, chỉ có đạt tới thiên vị đạo hạnh mới có thể đánh bại hắc quần nữ tử đó, nghe nói như vậy, Chu Giai Hào trợn mắt ngoác mồm, hồi lâu, hắn đập phá chép miệng ba. Thiên vị, không sai, chính là thiên vị, mẹ kiếp, thiên vị đạo hạnh ai có thể đạt tới, theo ta được biết, Long Hổ Sơn tự thành lập tới nay. Còn chưa có xuất hiện qua thiên vị đạo hạnh đệ tử, giả thiên vị ngược lại cũng mấy cái, Tiểu Thất khoát tay một cái, Diêm Vương gia nói, giả thiên vị không dùng, dựa vào. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, chỉ Thi Vương, đừng dựa vào rồi, nhanh đi hỗ trợ, ta ở chỗ này tiếp tục quan sát Thi Vương nhược điểm, được rồi. Xem ra thông minh vẫn có chỗ tốt, Chu Giai Hào bất đắc dĩ nói một câu, xách kiếm gỗ đào xông tới, Thi Vương trong tay cột máu phát huy tác dụng cực lớn. Tựa hồ đối với đạo pháp có chút tác dụng khắc chế, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, loại hiện tượng này quá kỳ quái, lần đầu nhìn thấy Thi Vương trong tay còn có đồ vật khắc chế đạo thuật kỳ quái. Thật là kỳ quái, mấy phút sau, Đông Giai Minh đã nhìn xảy ra vấn đề, cho nên hắn đem Thi Vương hướng chỗ cao dẫn, nhưng Chu Giai Hào bọn họ đối phó cái này. Chỉ có thể đem Thi Vương hướng nơi khác dẫn, đương nhiên cái vấn đề này vẫn là Chu Giai Hào nói cho mấy người, Tiểu Thất bất đắc dĩ nha, phải nói giới sắc hòa thượng rồi coi như xong. Nhưng Mã Tiểu Tiểu cùng Hứa Chính Dương nhưng là sinh viên, làm sao lại không nhìn ra vấn đề tới đây, chẳng lẽ ca trời sinh liền so với bọn hắn thông minh, Tiểu Thất tự yêu mình nghĩ đến, đứng dậy. Vỗ mông một cái, hô, động thủ đem Thi Vương trong tay cột máu đánh dụng, món đồ kia đối với đạo thuật pháp thuật có tác dụng khắc chế, Tiểu Thất ngươi không muốn đứng ở nơi đó chỉ huy. Mau tới đây giúp một tay nha, giới sắc hòa thượng hô Tiểu Thất sờ một cái Bảo Bảo đầu, đạo tiểu tử, đi nhanh hỗ trợ, ca ca ở chỗ này cho ngươi cố lên, Tiểu Tử lắc đầu một cái.
Bảo bảo không rời đi ca ca, bất đắc dĩ thở dài, rút lên trên đất Long Tuyền kiếm, hướng Thi Vương từ từ đi tới, sắp tiếp xúc được Thi Vương lúc Tiểu Thất mạnh mẽ cái bước dài xông tới. Mà kia Thi Vương không ngờ rằng này một cha, đối mặt Long Tuyền kiếm đả kích vậy mà trực tiếp đưa ra cánh tay ngăn cản, một kiếm bên dưới, bị mở ruột bể bụng, Thi Vương không để ý chút nào. Trong tay cột máu huy vũ càng thêm mãnh liệt, Tiểu Thất bị bức phải không ngừng lui về phía sau, trong tay Long Tuyền kiếm đổi công làm thủ, tay trái từ bên hông móc ra kinh chập. Đâm vào Thi Vương bị phá ra trong bụng, thúc dục kinh chập lôi đình chi lực, Thi Vương trong bụng toát ra khói đen, còn tản ra một cỗ tiêu vị thịt đào. Có thể đặc biệt Thi Vương vậy mà đánh giám không có, giới sắc hòa thượng kình thiên thiền trượng nện ở Thi Vương trên đầu, phát ra đang một thanh âm vang lên, Thi Vương không có chuyện gì. Giới sắc hòa thượng bị đẩy lùi ra ngoài, hai tay bị chấn động tê dại đỏ lên, liền thiền trượng đều cầm không vững, Thi Vương nhất định chính là vạn độc bất xâm. Vô luận là kiếm gỗ đào vẫn là Long Tuyền kiếm, hoặc là chấn ma lệnh kình thiên thiền trượng, đối với Thi Vương cũng không có tạo thành một điểm tổn thương, Tiểu Thất lui về phía sau mấy bước. Trầm giọng nói, Tiểu Lục, một mình ngươi có thể ngăn trở hay không Thi Vương, có thể, nhưng ta không giết được hắn, Tiểu Nha Đầu trả lời một tiếng, Tiểu Thất gật đầu một cái. Ngươi trước đem nó dẫn tới giữa không trung đi, chúng ta muốn chậm một hồi, chờ một chút ngươi lại đem Thi Vương dẫn xuống tới, ta biết rồi, Tiểu Thất mấy người tản ra khoảng cách nhất định. Thi Vương bị Tiểu Lục ngăn lại không cách nào đả kích, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Tiểu Lục đi đến giữa không trung, giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn một hồi. Quăng hai tay đi tới Tiểu Thất bên người, đạo Tiểu Thất này Thi Vương rất lợi hại, không thu thập được a. Không phải không thu thập được, chỉ là trước mắt không rõ ràng bọn họ nhược điểm, Thi Vương rất kỳ quái, bọn họ đối với pháp thuật tựa hồ miễn dịch, hơn nữa, ngươi xem bọn họ trong tay cột máu. Món đồ kia nhìn như là máu tươi ngưng tụ mà thành, thật ra thì cũng không phải như vậy, nghe nói như vậy, mấy người nhìn chằm chằm Tiểu Thất đạo. Vậy là như thế nào, Tiểu Thất nhìn mấy người liếc mắt, Thi Vương sinh trước khẳng định không là người bình thường, nói không chừng bọn họ cũng biết đạo thuật gì đó, hắn. Bọn họ biết đạo thuật, Tiểu Thất gật đầu một cái, mẹ kiếp, vậy còn thế nào đối phó, bọn họ đều hiểu đạo thuật, chắc chắn biết thế nào khắc chế đạo thuật. Khó đối phó, nghe được Chu gia tự hào mà nói, Mã Tiểu Tiểu đào cặp mắt trắng dã, hỏi Tiểu Thất. Vậy ngươi nói phải làm gì, biện pháp ngược lại có, biện pháp gì, Tiểu Thất nhìn giữa không trung Thi Vương, từ tốn nói, không dùng đạo thuật, dùng cậy mạnh, phốc cậy mạnh. Cùng Thi Vương so với cậy mạnh, Tiểu Thất ngươi có lầm hay không a? Tiểu Thất nhún vai một cái, khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào liếc mắt đạo. Cậy mạnh cũng phải khéo léo dùng, mấy người nghe càng thêm hồ đồ, Tiểu Thất trực tiếp không nói gì, suy nghĩ một chút nghiêng đầu nhìn bảo bảo đạo Tiểu Từ. Ngươi tới giúp ca ca giảng cho bọn hắn nghe, Tiểu Từ trợn to hai mắt ngậm lấy ngón tay, một bộ ngốc manh bộ dáng, Chu Giai Hào bọn họ cũng là một mặt không biết nhìn Tiểu Thất. Sau đó nhìn bảo bảo liếc mắt, tên Tiểu Từ này biết rõ, ca ca, bảo bảo không biết, ngươi biết, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, Tiểu Từ gật đầu một cái, sau đó tay nhỏ vung lên. Các ngươi đều nghe được rồi, bảo bảo chỉ nói một lần, lần kế ta sẽ không nói, nhìn bảo bảo chỉ huy bộ dáng, mấy người đều không nhịn được muốn cười, Tiểu Tử ánh mắt khẽ động. Không nên cười, chúng ta không cười, không cười, ngươi lão mời nói, ca ca để cho ta giảng cậy mạnh khéo léo dùng, ta liền tùy tiện nói một chút, Archimedes nói qua. Cho hắn một cái điểm tựa, hắn có thể cậy lên toàn bộ địa cầu, nghe nói như vậy, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn bảo bảo, liền Tiểu Thất cũng là như vậy. Tiểu Từ lúc nào liền Archimedes đều biết, bảo bảo không có ảnh hưởng, tiếp tục nói, Thi Vương thực lực rất mạnh, không sợ pháp thuật, chỉ có thể dùng cậy mạnh.
nhưng cậy mạnh làm như thế nào dùng, liền phải suy nghĩ thật kỹ. Thi Vương thân thể không tính là cứng rắn, nhưng trong tay cột máu phi thường lợi hại, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp chặt đứt Thi Vương cánh tay, không có cột máu, bọn họ cũng chưa có lợi hại như vậy. Ba tháp mấy người trong tay vũ khí đều rơi xuống đất. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất bả vai bảo bảo, Tiểu Thất trong tay Long Tuyền kiếm cũng là rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn tiểu tử, đạo. Bảo bảo những thứ này là ai dạy ngươi, bảo bảo cùng ca ca học còn rất nhiều là từ trên trời tiểu thư kia tỉ máy tính bảng nhìn đến. Bảo bảo khả ưa thích chơi đùa máy tính bảng rồi, Tiểu Thất chóp cha chóp chép miệng, mới vừa rồi những thứ này liền hắn đều không nhất định nói ra, thiên tài nha. Chu Giai Hào bọn họ ánh mắt lửa nóng nhìn bảo bảo, có hắn ở bên người, nhất định chính là một sự giúp đỡ lớn. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 576, Thi Vương ba nhìn mấy người ánh mắt Tiểu Thất vội vàng nói, các ngươi cũng không nên đánh bảo bảo chú ý. Hắn cũng sẽ không theo các ngươi, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, đạo, làm sao sẽ tên tiểu tử này căn bản không thể rời bỏ ngươi. Chúng ta làm sao có thể đưa hắn cướp đi, tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không, hừ, các ngươi không nên nhìn bảo bảo, bằng không đánh các ngươi, nhìn tiểu tử dáng vẻ mấy người liền muốn cười. Bất quá, bảo bảo nói chuyện rất hợp lý, Thi Vương trong tay cột máu phi thường lợi hại, không có cột máu nơi tay, Thi Vương thực lực đại giảm, Tiểu Thất nắm lên Long Tuyền kiếm, đứng dậy. Hướng giữa không trung hô to một tiếng, Tiểu Lục đem Thi Vương dẫn xuống tới, chuẩn bị động thủ, nghe được Tiểu Thất tiếng kêu sau, Tiểu Lục đem Thi Vương dẫn đi xuống. Tiểu Thất bọn họ kiên quyết thông suốt bảo bảo nói chuyện, cậy mạnh khéo léo dùng, đả kích Thi Vương hai cánh tay, khoan hãy nói, thật hữu dụng, Thi Vương cánh tay bị đánh trúng. Hắn huy động cột máu tốc độ cùng lực lượng đều nhỏ một chút phân, nhận ra được điểm này, mọi người đả kích càng thêm mãnh liệt, nhiều người dễ làm chuyện. Mỗi một lần đả kích cũng không có rơi vào khoảng không, bảo bảo tên tiểu tử này vung tay nhỏ, cùng người chỉ huy giống nhau, chỉ huy Tiểu Thất mấy người chiến đấu. Mỗi một lần đả kích Thi Vương hai cánh tay, đối với nó mặc dù không có thể chí mạng, nhưng có thể quấy rầy hắn hành động tốc độ, rốt cuộc để cho Tiểu Thất tìm được chỗ trống. Long Tuyền kiếm phá vỡ lòng bàn tay, trong miệng thần chú vừa nghĩ, hướng Thi Vương ánh mắt mạnh mẽ đâm mà đi, Long Tuyền kiếm theo Thi Vương ánh mắt đi vào từ phía sau đi ra. Chuôi kiếm còn giữ tại Tiểu Thất trong tay, mạnh mẽ dùng sức rút ra, giống Thi Vương phát ra gầm lên giận dữ, nắm cột máu hai cánh tay loạn vũ. Một mực ngồi ở Tiểu Thất bả vai xem náo nhiệt bảo bảo, vừa nhìn Thi Vương mù mắt một cái, cảm giác mình cơ hội tới, theo Tiểu Thất bả vai nhảy tới Thi Vương trên bả vai, tiểu tử dơ dơ lên đầu. Tay nhỏ nhấn vào Thi Vương bả vai bên trong, bảo bảo đột nhiên quát to một tiếng, nhảy đến Tiểu Thất bả vai, chỉ Thi Vương bả vai, đạo, ca ca, hắn trong bả vai mặt có đồ. Rất lợi hại đồ vật, Tiểu Thất nhướng mày một cái, đối với mấy người nháy mắt ra dấu, tập trung lực lượng, hướng Thi Vương một cánh tay đả kích, Tiểu Thất nhắm thời cơ, huy kiếm mà đi. Soạt một tiếng, Long Tuyền kiếm dọc theo Thi Vương bả vai chém xuống, Thi Vương một cánh tay rơi trên mặt đất, sau đó thật nhanh giữa nát, phát ra một cỗ mùi thúi, cánh tay giữa nát sau. Một vệt hồng quang tại giữa nát cánh tay bên trong lóe lên, Thi Vương ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, vung vẩy cái tay còn lại cánh tay, Tiểu Thất nghiêng người đi tới. Một chưởng đem Thi Vương đánh lui mấy bước, đá văng ra trên đất giữa nát cánh tay, một thứ hấp dẫn Tiểu Thất ánh mắt, phệ hồn đinh, một quả phệ hồn đinh nằm trên đất, hồng quang như ẩn như hiện. Thi Vương cánh tay bên trong lại có phệ hồn đinh, đây là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình, phệ hồn đinh vô luận đối với quỷ vẫn là thi, đều có cực lớn tác dụng khắc chế. Lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, kia hai cái quỷ khi còn sống khẳng định học qua pháp thuật trước mắt một màn cùng Tiểu Thất mới vừa vào Tây Xuyên thành phố.
gặp phải hành thi là biết bao giống nhau, đều là dùng phệ hồn đinh phong ấn lại hồn phách, để cho thi thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Hai cái quỷ đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Đem chính mình bao vây trong thi thể, hơn nữa phệ hồn đinh, tiểu thất cũng không dám muốn, thế nào có ác như vậy, dùng linh phù bọc ngón tay, đem phệ hồn đinh nhặt lên, đạo. Chặt đứt thi vương cái tay còn lại cánh tay, biết thi vương bị chém đứt một cánh tay, nhưng là hoàn toàn kích phát hắn tà tính, mở ra ong mật miệng, phun ra một búng máu. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra, máu này so với trong hồ huyết thủy muốn sền sệt rất nhiều, còn tản ra nồng đậm mùi hôi thối, huyết thủy thật nhanh hướng mấy người dùng để. Rất nhanh chìm qua mắt cá chân, đến bắp chân vị trí tiểu thất, làm sao bây giờ, Chu Giai Hào thanh âm, tại vang lên bên tai, bọn họ đều là thiên hạ huyền môn đại phái đệ tử đắc ý. Gặp phải loại tình huống này vậy mà kỹ năng nghèo, đây nếu là để cho tổ sư ra biết rõ, khẳng định theo địa phủ đi ra đưa bọn họ kéo xuống, tiểu thất vành tai cẩn thận lắng nghe, đột nhiên. Theo bốn phương tám hướng, một trận ực ực âm thanh truyền vào trong tai, loại thanh âm này mấy người bọn họ có thể không phát ra được, như vậy chỉ có thể là thi vương phát ra ngoài. Hướng tả bình rời hai bước, long tuyền kiếm vung chém mấy cái, sau đó lui về phía sau ba bước, long tuyền kiếm lại vung chém mấy cái, như thế lặp đi lặp lại bên dưới. Tiểu thất rốt cuộc xác định thanh âm theo cái hướng kia truyền tới. Sau đó, tiểu thất khẽ gọi một tiếng, toàn bộ các ngươi ngốc tại chỗ không nên lộn xộn, chờ ta phá giải thi vương một chiêu này, sau khi nói xong, tiểu thất móc ra một quả đồng tiền. Nhấn vào long tuyền kiếm chui trong lõm, mạnh mẽ vọt tới trước, long tuyền kiếm không lệch không rời đâm ra ngoài, gì đó cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe xoẹt xẹt âm thanh, sau đó. Liền nghe không tới ực ực tiếng, kẹp ra một đạo linh phù quăng ra ngoài, ngay sau đó bấm chỉ quyết niệm chú, linh phù lóe lên ánh sáng, bắt đầu hấp thu hết tràn ngập mà ra huyết vụ. Huyết vụ từ từ tản đi, trong lúc bất chợt một vệt bóng đen né qua, tiểu thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, thi vương vậy mà đứng ở chính mình bên cạnh, trong lòng hoảng sợ, vội vàng thối lui mà đi. Nhưng tốc độ vẫn là chậm, thi vương mặc dù chỉ còn lại một cánh tay, nhưng lực lượng hay là rất đủ, phanh tiểu thất ngực cùng thi vương quả đấm tới một lần tiếp xúc thân mật. Sau đó tiểu thất liền bay, một tay chống đỡ trên đất, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, bảo bảo vừa muốn bay ra ngoài, tiểu thất vội vàng đưa tay bắt lại tiểu tử, dưới tình huống này. Hắn cũng không phải là thi vương đối thủ, tự tại lúc này, một vệt kim quang theo thi vương phía sau bay tới, chính xác không có lầm rơi vào thi vương trên đầu, tiểu thất định thần nhìn lại. Là giới sắc hòa thượng hàng yêu bát, A-di-đà Phật, giới sắc hòa thượng đi tới, hàng yêu bát phát ra trang nghiêm Phật quang, vững vàng bao lại thi vương kịch liệt giãy giụa. Ong mật đầu hết sức thống khổ, trong lúc bất chợt một cái, vạn chữ theo giới sắc hòa thượng trong tay bay ra tưới vào hàng yêu bát bên trong, giống, thi vương giống to. Nhưng không cách nào tránh thoát hàng yêu bát trói buộc, loại này cơ hội tốt cũng không thể lãng phí, tiểu thất mạnh mẽ vọt ra ngoài, long tuyền kiếm chiếu thi vương mặt khác một cánh tay chém tới. Nhanh mà mạnh mẽ, kết quả dĩ nhiên là mọi người hy vọng nhìn đến, thi vương còn lại cánh tay rớt xuống đất thật nhanh giữa nát mà đi, cũng là bởi vì như thế. Hắn vậy mà tránh thoát hàng yêu bát trói buộc, phóng lên cao, tiểu thất xuất ra thiên âm cung, đem hết toàn lực hội tụ trong cơ thể linh lực, một mũi tên xuất hiện ở đại cung ở giữa. Chu tước lực quán chú đi vào, mũi tên trở nên đỏ tía, sợ mũi tên nổ bắn ra mà ra từ dưới đi lên tự thi vương thân thể xuyên qua, một mũi tên này dùng hết tiểu thất sở hữu linh lực. Uy lực có thể tưởng tượng được cực hàn cực nhiệt lực lượng tại thi vương trong thân thể tranh phong đối lập đạt tới một trọn vẹn cùng điểm lúc thi vương thân thể nổ lên mà đi. Thịt thối giữa từ trên trời hạ xuống, tán lạc tại hồ nước ven hồ, tiểu thất hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, giới sắc hòa thượng bọn họ vội vàng đi tới, ân cần hỏi dò.
Tiểu Thất lắc đầu một cái, không việc gì, chính là linh lực hao tổn xong rồi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, tiểu sư điệt. Người cuối cùng một mũi tên này thật là soái, so với hậu nghệ Dạ Nhật còn soái. Chu Giai Hào cười ha hả nói, ngươi không khoác lác sẽ chết a, khen ngươi còn có sai lầm rồi, thật là. Tiểu Thất khoát tay một cái, cắt đứt hắn mà nói, nhìn Tiểu Lục nói, nha đầu, trời cao đi hỗ trợ, vội vàng đem mặt khác một cái thi vương giải quyết, đúng rồi, đưa cánh tay kéo xuống đến. Bên trong có thể có bảo bối, ta hiểu rồi, Tiểu Lục lên trời hỗ trợ đi rồi, Tiểu Thất chỉ thi vương giữa nát cánh tay, đem thịt thối giữa bên trong phệ hồn đinh cho ta nhặt tới, cái gì? Phệ hồn đinh, Chu Giai Hào nửa tin nửa ngờ đi tới giữa nát cánh tay trước, đá một cước, quả nhiên nhìn thấy một quả phệ hồn đinh, hắn mừng rỡ như điên, nhặt lên phệ hồn đinh, giống to. Thật là phệ hồn đinh. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 577, cuối cùng một trận chiến đấu một Chu Giai Hào dơ phệ hồn đinh chạy tới, hết sức phấn khởi đạo tiểu sư điệt thật là phệ hồn đinh. Làm sao ngươi biết thi vương bên trong cánh tay có phệ hồn đinh a? Tiểu Thất lông mày nhướn lên, chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện mình lúc trước mới vừa nhặt được một quả phệ hồn đinh sao? Ta lúc trước liền nhặt được một quả phệ hồn đinh, gần đây cũng không biết rõ chuyện gì, vận khí quá tốt, được đến Thiên Âm Cung không nói, còn trắng lượng cái Chu Tước Lực. Lần này còn tới phệ hồn đinh, chặt chặt thoáng cái tới mấy mai, chính là ta cũng không thể không hưng phấn a. Chu Giai Hào đem phệ hồn đinh ném trước mặt Tiểu Thất cho ngươi. Ta cũng thật là kỳ quái, bằng chuyện gì tốt cũng để cho ngươi chiếm, Tiểu Thất nhún vai một cái, ai bảo ta thông minh đây, nghe lời này một cái. Mấy người đều là khinh bỉ nhìn Tiểu Thất liếc mắt, ý kia chính là khoác lác không đà thảo cảo, ai tin a? Tiểu Thất cười một tiếng, ngay sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Mấy người cũng không quấy rầy Tiểu Thất, đứng lên đi tới một bên, trông coi Tiểu Thất, giữa không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ba cái phi thường châu bò đối phó một cái thi vương. Đây nếu là còn không thu thập được, cũng dứt khoát về nhà ôm hài tử liền như vậy, tình huống chiến đấu rất kịch liệt, thi khí quỷ khí dây dưa va chạm, nổ vang âm thanh không ngừng, lúc này. Rời đi nơi đây Trần Thần bọn họ một đường chậm chậm đi tới, thấy tất cả mọi người vây quanh Tiểu Thất, Hoa Thanh vội vàng hỏi, Hoa Thượng, cái này Vương Tiểu Tử xảy ra chuyện gì? Các ngươi muốn như vậy bảo vệ hắn, Hoa Lão, ngươi chỉ mong hắn bị thương a, giới sắc Hoa Thượng đạo, Hoa Thanh cười hắc hắc, chuyện này. Ta chính là quan tâm một hồi Vương Tiểu Tử nếu là bị thương, ta cũng không tốt hơn nha, Tiểu Thất không việc gì, chính là linh lực đã tiêu hao hết, bây giờ đang ở điều tức đây, há? Không có bị thương là tốt rồi, Hoa Thanh ngẩng đầu nhìn một hồi trên trời tình hình chiến đấu, thở dài nói, không nghĩ tới ba cái lợi hại như vậy nhân vật. Lại còn không có giải quyết hết thi vương, vậy thì các ngươi lợi hại, xuất sắc, đối phó thi vương là muốn kỹ xảo, Chu Giai Hào vừa dứt lời, một cái màu đen điểm nhỏ từ trên trời hạ xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, điểm đen đã đập xuống đất rồi, phanh một tiếng, dọa mọi người nhảy một cái, định thần nhìn lại, lại là một cánh tay, nhìn chằm chằm cánh tay nhìn một hồi. Chu Giai Hào cười hắc hắc đi lên một cước đem giữa nát cánh tay đá nát một quả đỏ nhạt đinh sắt nằm trên đất đưa tay nhặt lên, hắn nhìn Tiểu Thất liếc mắt ngay sau đó nhìn đại gia nói. Ta muốn là đem này cái phệ hồn đinh cất giấu lên, các ngươi hẳn là sẽ không nói ra chứ, Hứa Chính Dương cười một tiếng, chỉ Tiểu Thất bả vai ngồi lấy bảo chúng ta có thể không nói. Bất quá, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ không nói sao, Chu Giai Hào quay đầu nhìn lại, bảo chính nháy mắt to, nhìn mình chằm chằm, ngón tay hắn đặt ở bên mép, thở dài một tiếng. Bảo lắc đầu một cái, nhỏ tiếng nói, ta nhất định sẽ nói cho ca ca, lúc này, Hoa Thanh nghi hoặc vấn đạo, Vương tiểu tử cách chúng ta gần như vậy.
hắn chẳng lẽ không nghe được nói chuyện, nghe được Hoa Thanh câu hỏi, Hứa Chính Dương giải thích, Hoa lão, ngươi đây chỉ không rõ, điều tức thời điểm, cần phải tâm thần toàn thu. Ra không được không may, cánh tay rơi xuống, nói rõ giữa không trung chiến đấu không sai biệt lắm, quả thật là như vậy, ước chừng qua vài chục phút. Tiểu Lục Sách Thi Vương mặt khác một cái cánh tay đi xuống, hắn đem cánh tay đặt ở Tiểu Thất bên cạnh, sau đó đứng qua một bên, Thi Vương thân thể cũng bị Đông Giai Minh mấy trưởng đánh cho nát bấy, lại qua đại khái 10 phút, Tiểu Thất từ mở mắt, dương mắt quét nhìn một vòng, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Lông mày nhướn lên, khó chịu nói, các ngươi nhìn cái gì chứ, có cái gì tốt nhìn, đại gia cũng không nói chuyện, Tiểu Thất cũng lười để ý bọn họ, cúi đầu nhìn đến bên cạnh giữa nát cánh tay. Đứng lên đưa cánh tay đá văng ra, kẹp ra linh phù đem phệ hồn đinh nhặt lên, sau khi thu cất ánh mắt rơi ở trên người Chu Giai Hào, từ tốn nói, tiểu sư thúc. Đem phệ hồn đinh cho ta, Chu Giai Hào trợn mắt ngoác mồm, nhìn chung quanh, sau đó hỏi, ngươi tại sao hỏi ta, Tiểu Thất cười một tiếng, chỉ trên đất giữa nát cánh tay nói. Thi Vương cánh tay đã bị đá nát rồi, phệ hồn đinh không thấy, bọn họ nhất định là sẽ không động phệ hồn đinh, như vậy chỉ có ngươi, nghe được Tiểu Thất này vô lý phân tích. Chu Giai Hào cũng không thể nói gì được, đưa tay theo trong túi sách đem phệ hồn đinh lấy ra, đưa cho Tiểu Thất nhận lấy phệ hồn đinh, bỏ vào trong túi sách 8 miếng. Tiểu Thất bây giờ đã góp nhặt 8 miếng phệ hồn đinh rồi, khoảng cách thập tam mai mục tiêu không xa, cũng không biết kia mấy chỉ quỷ từ nơi này làm tới nhiều như vậy phệ hồn đinh. Phệ hồn đinh trình độ chân quý Tiểu Thất nhưng là biết rõ, bình thường pháp sư có thể có một quả, đều cao hứng vô cùng rồi, nhưng bốn con quỷ vậy mà một cái có một quả thật đúng là hiếm thấy. Bất quá nha, đều là mình làm áo cưới, bây giờ Tiểu Thất đã là bát đầy chậu đầy, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi ở trên người Đỗ Ngọc Quân, đạo, Đỗ Tiểu Thư. Ngươi bây giờ phải làm sao, Đỗ Ngọc Quân không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta làm sao bây giờ, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, ta cũng không tiện với ngươi động thủ. Như vậy đi, cho ngươi một lựa chọn, đi địa phủ chuyển thế đầu thai, nếu như ngươi không muốn đi ta chỉ có thể mời hai người bọn họ cùng ngươi so chiêu một chút rồi, Tiểu Thất lời nói bình thản. Nhưng ý uy hiếp 10 phần, Đỗ Ngọc Quân trầm tư phút chốc, ánh mắt nhìn qua Tiểu Lục cùng Đông Giai Minh, sau ngày hôm nay, nàng mới hiểu được là mình đánh giá quá cao chính mình. Hai cái này vô luận là người nào, cũng có thể đưa nàng đánh bại, đại gia lặng lẽ nhìn Đỗ Ngọc Quân, không nói một lời, tựu tại lúc này, nàng tiểu đệ theo nhà ngói bên kia chạy tới. Đứng ở Đỗ Ngọc Quân bên người, tiểu quỷ khí vù vù hô, có phải hay không các người khi dễ tỉ tỉ của ta, đối mặt tiểu quỷ nghi ngờ Tiểu Thất bọn họ lặng tiếng đối đãi. Đỗ Ngọc Quân cúi đầu trầm tư gần 3 phút, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ta mang theo tiểu đệ, đi địa phủ chuyển thế đầu thai, nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ nhàng một hơi thở. Hiện tại hắn thật không nguyện ý đại động can qua, còn không chờ Tiểu Thất hoàn toàn buông ra khẩu khí này, Đỗ Ngọc Quân lại lần nữa nói, pháp sư ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng, nói, Đỗ Ngọc Quân sắc mặt có chút hơi khó, cuối cùng, khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói, ta tự qua đời tới nay, chưa bao giờ cùng pháp sư đã giao thủ. Ta lập tức phải đi địa phủ chuyển thế đầu thai, còn hy vọng pháp sư có thể tác thành ta. Tiểu Thất lông mày nhướn lên, ngươi là dự định cùng ta đánh một trận. Đỗ Ngọc Quân gật đầu một cái. Cũng được, ngươi đều phải đi đầu thai rồi, nếu là không đáp ứng ngươi, ta ngược lại lộ ra bất cận nhân tình. Nói xong, Tiểu Thất dừng một chút, chỉ cách đó không xa biệt thự nói. Đi nơi nào đánh đi, nơi nào rộng rãi, đúng rồi, Hoa lão, ngươi tìm người tới đem những thi thể này xử lý xong, Hoa Thanh gật đầu một cái, mọi người đi tới trước biệt thự. Chu Giai Hào bọn họ ngồi ở trên bậc thang, có nhiều thú vị nhìn Tiểu Thất cùng Đỗ Ngọc Quân chào một cái, đạo tiểu nữ hy vọng pháp sư không nên nương tay.
chung quy đây là ta ở nhân gian cuối cùng một trận chiến đấu, ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ mở nước, nếu đáp ứng, ta nhất định toàn lực ứng phó, đa tạ, sắc trời cũng không sớm. Bắt đầu đi, Đỗ Ngọc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, qua trong giây lát nàng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, một mặt lạnh ý, bàn tay vung lên, quỷ khí hướng Tiểu Thất cuốn tới. Đối mặt như vậy không đến nơi đến chốn thế công, Tiểu Thất cười nhạt, lòng bàn chân dẫm một cái mà, linh lực từ trong cơ thể nộ bạo phát ra, đem quỷ khí ngăn cản chắc chắn. Đỗ Ngọc Quân thân hình lóe lên tới, trong tay xuất hiện một màn màu đen thất luyện, chiếu Tiểu Thất đầu đập xuống, Tiểu Thất bước chân khẽ rời, Long Tuyền kiếm vung chém mà ra. Giải lụa màu đen nhất thời đem Long Tuyền kiếm cuốn lấy, Đỗ Ngọc Quân dùng sức kéo một cái, Long Tuyền kiếm vậy mà rời khỏi tay.